Ngọc Khánh và Ngọc Tuyết. Xin mến chào tất cả quý vị đang đến với The NQ Show cùng với Ngọc Khánh ngày hôm nay của chuỗi hệ thống Kim Hoàng Ngọc Quang. Và như đã hẹn trong tuần trước thì trong tuần này sẽ gửi tới cho quý vị những bộ sưu tập mới nhất trong tuần vừa qua của chúng tôi khi mà chúng tôi đã show ở trên Vegas. Yeah. Chị có biết là trong tuần vừa qua là một trong những cái show lớn nhất về những chuỗi hệ thống Kim Hoàng được diễn ra ở trên Vegas. Wow. Thì một trong những cái ngày đó thì bên hệ thống Kim Hoàng của chúng ta cũng có được một cái live show ở trên đó được mọi người đón nhận rất là nhiều. Dạ, dạ vâng ạ. Và Ngọc Tuyết xin chào quý vị khán thính giả khắp mọi nơi. Và quý vị ơi, ngày hôm nay Ngọc Tuyết và Ngọc Khánh đến với quý vị khán giả. Thì vào đầu chương trình thì rất mong quý vị khán giả sẽ lựa chọn được cho mình rất là nhiều những cái mẫu nữ trang vừa ý để mà quý vị có thể làm trang sức cho mình. Và xin kính chúc quý vị có một buổi chiều thật là ấm áp và bình an bên gia đình của mình. Và để vào chương trình đó thì Ngọc Khánh có thể kể một chút xíu về cái show của chuỗi Kim Hoàng Ngọc Quang của mình tổ chức ở Vegas không mà Khánh ạ? Thiệt ra thì Ngọc Khánh không được trực tiếp đi tham dự bởi vì show diễn ra ở trên Vegas. Nhưng mà Ngọc Khánh được nghe kể lại là luôn luôn hàng năm thì đó là một trong những cái show được diễn ra và được mọi người đón nhận rất là nhiều. Đây là một trong những cái show để cho những chuỗi hệ thống Kim Hoàng có thể chia sẻ những cái mẫu mã mới nhất cũng như là những kỹ thuật mới nhất. Và một trong những cái điều tự hào đó là chúng ta là một trong những cái thương hiệu Việt Nam mình được nằm ở trên show ở trên đó. Thì lúc đầu á thì ở bên hệ thống Kim Hoàng Ngọc Quang là nói là không có cần nói tới điều này, nhưng mà Ngọc Khánh xin phép là Ngọc Khánh, bởi vì đó là một trong những điều tự hào, bởi vì là một trong những cái thương hiệu Việt Nam mình được diễn ra ở đó, thì tại sao chúng ta không tự hào về điều đó, đúng không quý vị? Và ngày hôm nay á thì điều đặc biệt hơn là thay vì những cái mẫu mã luôn được diễn ra trong tuần á là sẽ được gửi tới cho quý vị, nhưng đặc biệt trong show ngày hôm nay là những mẫu mã vừa được giới thiệu tại show ở trên Vegas luôn. Yeah. Thì sẽ là nằm ở trong cái show ngày hôm nay cùng với Ngọc Khánh gửi tới cho quý vị trong chuỗi hệ thống Kim Hoàng Ngọc Quang và đặc biệt trong The NQ Show. Và một trong những điều quan trọng nữa đó là tuy là những mẫu mã mới nhất, nhưng khi đến với The NQ Show ngày hôm nay thì quý vị vẫn sẽ được những cái promotion rất đặc biệt, đó là giá rất ư là hợp lý nè. Bên cạnh đó là vừa được free shipping và đặc biệt là free thuế, được cover thuế luôn rồi. Cho nên nếu như bất kỳ ai đang có nhu cầu mua những cái món trang sức dành tặng cho bản thân thì hãy share cái trang này và đặc biệt có thể share tới cho những cái người thân yêu của chúng ta đang có nhu cầu lựa chọn những cái sản phẩm đặc biệt dành cho mình nhé. Dạ vâng thưa quý vị, và cũng như là Ngọc Khánh nói đến cho quý vị thì khi mà quý vị đến với chuỗi Kim Hoàng Ngọc Quang cũng như là trong show ngày hôm nay NQ Show cùng với Ngọc Tuyết và Ngọc Khánh thì quý vị sẽ có những cái giá rất là hợp lý mà quý vị có thể chọn cho mình những cái mẫu hạt xoàn rất là sang trọng và rất là quý phái, và cũng như là quý vị sẽ chọn cho mình được những cái món nữ trang mà quý vị ưng ý nhất trong chương trình ngày hôm nay. Và nãy giờ thì Ngọc Khánh thấy mọi người đi vào rất là đông, nhưng mà bởi vì Ngọc Khánh đang sử dụng đó là trên phone thôi, cho nên nếu như mà những người nào mà đang vô trong livestream á thì xin hãy cho Ngọc Khánh một cái say hi để cho Ngọc Khánh biết, bởi vì Ngọc Khánh đang thấy ở trong này là có chị Diệp Lương nè, chị Vivian Quỳnh nè, chị Tuyết Lương, chị Kim Mì. Và ngoài ra thì bởi vì đó là những cái người bạn ở trong fans của Ngọc Khánh thì Ngọc Khánh có thể chào được. Còn ngoài ra thì Ngọc Khánh lại không thấy được những cái người khác, nên là nếu như mà mọi người đang theo dõi livestream thì hãy thả tim hoặc là nhấn cho Ngọc Khánh thấy được mọi người để Ngọc Khánh có thể chào trực tiếp tới tên tới mọi người. Và để không làm mất thời giờ và để cho quý vị chờ đợi đâu, một trong những cái mẫu mã được đẹp nhất và cũng như là muốn gửi tới ngay tới quý vị đó là cái mã số 26708, là một trong những cái thiết kế nhẫn được làm từ vàng trắng vàng 18 và nó được tổng cân nặng carat hột xoàn lên tới là 2.06 carat hột xoàn nha. Và đây được kết hợp bởi 109 viên hột xoàn tròn và 54 viên hột xoàn baguette. Và chiếc nhẫn này mọi người có thể nhìn thấy đây giống như là từng lớp cánh hoa sen vậy đó. Dạ đúng rồi, kết lại với nhau Và ngay chính giữa thì cũng thấy cái nhụy nó cũng nhìn rất là giống như là cái nhụy hoa sen. Thì thường là một trong những cái quốc hoa của Việt Nam mình đó là hoa sen. Nhiều người nghĩ là tại sao mà lại lựa chọn hoa sen, bởi vì nhiều người nói là ông bà mình hay có nói là gừng bùn mà chẳng hôi tanh mùi bùn. Và bên cạnh đó hoa sen là một trong những cái hoa mà chúng ta là ngoài trừ là đẹp nè, có thể cắm nè, và chúng ta có thể sử dụng như một trong những cái món thực phẩm. Và đặc biệt nữa là sen là một trong những cái sản phẩm mà giúp cho cái tinh thần của chúng ta thoải mái rất là nhiều. Chính vì vậy cái mẫu hoa này nó vừa tạo
tạo hình là hoa sen. Và đặc biệt nó lại từng lớp nó được nối kết với nhau giống như 3 tầng vậy đó. Thì khi mà quý vị đeo trên tay thì cảm thấy là cái nhẫn này nó rất là đẹp và giá trị. Và cái mẫu nhẫn tuyệt vời này chỉ có giá là 3.650 Mỹ Kim mà thôi. Dạ vâng. Và thưa quý vị đang thấy là chiếc nhẫn xoàng mã số là 26708 và giá là 3.650 Mỹ Kim. Thì quý vị thấy là như Ngọc Khánh đã chia sẻ, quý vị thấy là cái chiếc nhẫn này được thiết kế theo cái hình giống như là cánh hoa sen vậy đó quý vị. Và đó quý vị thấy khi mà mình nhìn bao quát xung quanh thì giống như những cánh hoa sen kết nối lại với nhau, và chính giữa có một cái nhụy sen rất là đẹp và rất là sang nha quý vị. Và bây giờ thì Ngọc Tuyết sẽ đeo thử trên tay để cho quý vị thấy ở ngoài khi mà mình đeo cái chiếc nhẫn này lên thì cái độ sang trọng và cũng như là quý phái của chiếc nhẫn này như thế nào. Và một lần nữa, nếu mà quý vị thích mẫu này đó thì quý vị hãy chụp ngay màn hình và gửi ngay về cho chương trình NQ Show, cũng như là quý vị có thể gọi vào số phone là 714-839-8885. Và giá của chiếc nhẫn hạt xoàng và cũng như là được kết giống như là những cái cánh hoa sen gì đó quý vị, là giá là 3.650 Mỹ Kim thưa quý vị. Và Ngọc Khánh xin phép được chào chị Lương Phạm, Sarah. Xin chào chị Sarah, chị là một trong những cái vị khách là ta nói thường niên xuất hiện vào mỗi thứ năm lúc 5:30 hàng tuần của hệ thống Kim Hoàng Ngọc Quang và đặc biệt là của The NQ Show. Và ngày hôm nay là một trong những cái mẫu mã mà có thể nói rằng là khi mà đeo trên tay á, nó không hề kén tay nha. Nhiều người á, cứ nghĩ rằng là những cái thiết kế mà hoa văn hay họa tiết á, khi mà chúng ta đeo lên tay nó sẽ kén tay, nhưng mà những cái mẫu này nó lại rất là đặc biệt bởi vì nó quá là lấp lánh. Cho nên đâm ra khi đeo trên tay á, nó sẽ làm cho cái đôi bàn tay của chúng ta á, nó có điểm nhấn và nhìn nó rất là duyên dáng, đúng không? Rất là duyên dáng và rất là sang, đúng không quý vị? Chị Ngọc Tuyết thấy rằng là khi mà đeo trên cái tay á, thì cảm thấy là giống như cái chỗ mà đeo vô ngón giữa giống như nó che luôn cả những cái phần hở của cái tay mình, đúng không đúng chị Tuyết? Cái phần hở những cái tay của mình, và khi mình đeo vào á, mình thấy là giống như là cái chính giữa cái bàn tay của mình có một cái đóa hoa sen vậy đó quý vị. Rất là sang và rất là quý phái. Và cái mẫu này đó thưa quý vị, mã số là 26708 nha. Quý vị thích mẫu này thì quý vị hãy chụp ngay màn hình và cũng như là quý vị có thể và gọi vào cho NQ Show và quý vị nói là muốn lấy cái mẫu nhẫn hoa, hình hoa sen thì chương trình sẽ dành gửi tặng cho quý vị. Và một lần nữa xin phép nhắc lại là chúng ta sẽ được free thuế và cũng như là free shipping. Dạ đúng rồi. Và đặc biệt là mẫu này là mẫu mới nhất, cho nên là nếu như mà quý vị ghé tới tiệm thì sẽ không được cái giá promotion đặc biệt khi mà quý vị mua trên The NQ Show đâu. Cho nên nếu như mà chẳng may mà quý vị đã lỡ yêu thích bất kỳ một cái món trang sức nào thì hãy dành tặng cho chúng ta. Giống như là cuộc đời này có nhiều người nói rằng là chúng ta có thể đếm được là tóc chúng ta có bao nhiêu cọng tóc nè, đường cũng đếm được là một ký đường hay là một pound đường có bao nhiêu viên đường, nhưng mà chúng ta sẽ không đếm được niềm vui và hạnh phúc, đúng không? Chính vì vậy thì tại sao chúng ta không tự thưởng cho bản thân mình hoặc tự thưởng cho những người thân yêu của chúng ta những món quà vừa giá trị mà lại đem đến những cái niềm vui và hạnh phúc như vậy. Và với cái mẫu nhẫn như vậy thì chúng ta lại có thể vừa tặng mà vừa đeo được mỗi ngày nè, cũng giống như là chúng ta có thể là dùng để đeo vào những cái bữa tiệc rất là giá trị và sang trọng trên đôi tay của mình. Và chị Mimi Hoàng nói là cả nhà sức khỏe và bình an. Cảm ơn chị. Show cũng rất là cảm ơn tất cả những vị khách, và thay mặt show thì cũng như là thay mặt chuỗi hệ thống Kim Hoàng Ngọc Quang gửi một lời chúc sức khỏe tới tất cả mọi người, bởi trong cái thời điểm này thì ai cũng mong muốn có được một sức khỏe tốt. Bởi vì không có cái gì quý hơn đó là có được một sức khỏe thiệt là khỏe mạnh. Và xin chào chị Sarah. Chị Sarah nói rằng là lung linh lấp lánh luôn. Dạ đúng rồi. Thiệt ra cái thiết kế này á, là bởi vì ở bên trong thân á, thì nó được thiết kế bởi những cái viên hột sàng baguette. Cho nên là cái ánh sáng nó là ánh sáng dọc và ánh sáng chiếu. Và ngoài ra ở cái viền thì lại được kết hợp bởi những cái viên hột sàng tròn, cho nên cái độ bắt sáng của cái nhẫn á, nó rất là đẹp. Mọi người cũng vừa thấy nè, trời ơi rất là sáng quý vị. Và bên cạnh đó thì mọi người cũng thấy là trên cái thân của cái nhẫn á, thì cái bề dày của vàng cũng rất là nhiều, cho nên là mọi người sẽ không có lo là khi chúng ta đeo cái bông lớn như vậy nó sẽ bị xoay. Mọi người có thể nhìn thấy là cái bề thân á, là nó từ to cho tới nhỏ, cho nên khi mà ôm lên trên cái đôi tay á, chúng ta sẽ không có bị xoay cái nhẫn.
cho nên là mọi người hãy yên tâm về cái phần đó. Và thêm một lần nữa, nếu như mà vị khách nào mà lần đầu tiên đến với The NQ Show mà lo lắng về những cái chỉ số về số đo sai, thì mọi người đừng có lo là với sai tay á, thì khi mà quý vị mua và lựa chọn sản phẩm trên The NQ Show hoặc là chuỗi hệ thống Kim Hoàng Ngọc Quang, thì chúng tôi có thể fit bất kỳ một cái sai tay nào dành cho quý vị. Đúng nếu rồi. Như mà quý vị nhỏ hơn thì cái điều đó không nói rồi, còn nếu như mà quý vị cái sai tay lớn hơn những cái mẫu nhẫn của chúng tôi thì chúng tôi sẵn sàng ẹt thêm vàng vô trong đó để không phá vỡ đi cái thiết kế mẫu mã của chiếc nhẫn của quý vị. Cho nên là về cái độ mà dày và chắc chắn bền vững của cái chuỗi nhẫn á, thì nó sẽ vẫn còn nguyên. Nhiều người nói ô mình gõ ra cũng được, nhưng mà thiệt chất á, là kim loại á, là một trong những cái hợp kim mà khi chúng ta đúc á, thì nó có cái sự bền vững của hợp kim, nhưng nếu mà chúng ta gõ đi và phá vỡ cái chuỗi liên kết đó thì sẽ làm cho cái chiếc nhẫn của chúng ta dễ bị mòn nè và dễ bị mót. Dạ đúng rồi. Và đúng rồi đó Ngọc Khánh, để tiếp lời của Ngọc Khánh đó, thì thưa quý vị là rất là nhiều quý vị khán giả khi mà chúng ta yêu thích cái mẫu đó và quý vị trăn trở nhất là cái gì ạ? Giống như Khánh nói là do cái sai tay của mình. Dạ thì quý vị yên tâm, quý vị đừng có lo gì hết. Nếu như mà các chị em mà chúng ta có cái ngón tay của mình mà hơi nhỏ chút xíu thì quý vị cũng gọi vào cho The NQ Show thì chương trình cũng sẽ có cái size làm vừa ý quý vị khán giả luôn. Dạ thậm chí là quý vị có thể đặt cho cả ông xã của mình nữa. Thì hôm nay đó thì chương trình sẽ giới thiệu rất là nhiều những cái mẫu trang sức. Và đầu tiên đó là mẫu trang sức mà Ngọc Tiến và Ngọc Khánh đã giới thiệu cho quý vị. Đây là một cái mẫu nhẫn xoàng mà hình hoa sen nha quý vị. Mẫu này đó khi mà quý vị khoác lên mình một cái đầm dạ hội ha, rồi quý vị đeo một chiếc nhẫn này lên thôi là một trong những trang sức rất là sang trọng cho mình. Và bên cạnh đó thì thiết kế luôn luôn là sẽ có một set, và Ngọc Khánh không ngừng ngại gửi tới cho quý vị thêm một cái mẫu nữa trong cái thiết kế này, đó là mã số 26703, là cũng được làm từ vàng trắng vàng 18 và có tổng cân nặng hộp xoàng lên tới là 2 carat 71 nha quý vị nha. Và cái thiết kế bông tai này được thích kết hợp bởi 218 viên hột xoàng tròn và 108 viên hột xoàng baguette, và đôi bông tai này cũng vẫn giữ nguyên cái thiết kế hình cánh hoa sen được nhiều lớp, cho nên là nhìn nó rất là có cái độ nổi trên cái thiết kế. Và đặc biệt là cái mẫu này là có độ chiếu sáng và bắt sáng rất là cao, và đây là một trong những cái thiết kế rất là mới cùng một cái set là vừa nhẫn vừa bông tai. Thì Ngọc Khánh là nghĩ là khi mà chúng ta khoác ở trên người mà một đôi bông tai như vậy và đặc biệt là thêm cái nhẫn nữa thì nó quá là đẹp ha. Hay là Ngọc Khánh nó đeo cho chồng Ngọc Tuyết nha. Ok, Khánh đeo cho Tuyết thử để cho quý vị xem ha. Chọn bộ luôn là đôi bông tai hình hoa sen và cũng như là chiếc nhẫn hình hoa sen nè quý vị. Chỉ cần mình khoác lên một cái bộ trọn bộ trang sức này thôi thì quý vị ơi mình đi tiệc á. Rất là sang ha. Rồi. Đây. Bây giờ Tuyết để cái này ở đây ha. Rồi. Dạ. Đây để em đeo vô cho quý vị xem trọn bộ luôn nè. Trọn bộ đây là hoa sen, vừa là đôi bông tay, vừa là chiếc nhẫn nữa. Thì thưa quý vị xin phép nhắc lại là nếu mà quý vị yêu thích trọn bộ này đó, thì combo này là cái chiếc nhẫn hình hoa sen với hạt xoàng chính giữa và xung quanh là những cái hạt xoàng baguette đó quý vị thấy đó, là giá là 3.650 Mỹ Kim, và cũng như là cặp bông tay cũng hình hoa sen luôn, giá là 4.300 Mỹ Kim nha quý vị. Rồi bây giờ em đã đeo chọn một bộ, đây là đôi bông ha, đôi bông nhìn thiệt sự là rất là bự luôn á ha, rất là to nếu mà so với Tuyết ha. Đây thiệt đó chứ, sang lắm quý vị ơi. Đó, mọi người có bao giờ nghĩ mà một cái đôi bông tai mà hình hột đầy phu hột xoàng mà hình hoa như phu vậy luôn quý vị, mà chỉ có giá là 4.300 Mỹ Kim cho đôi bông tai này, và cái nhẫn chỉ có là 3.650 Mỹ Kim thôi. Thiệt sự là nhìn nó rất là đẹp luôn ha chị ạ. Và đặc biệt là vì ở phía sau cái chuôi ấy, là cái chuôi thiết kế có ôm tròn và cái vòng ở bên ngoài nó nâng đỡ, cho nên là mọi người đừng có lo là thấy nó bự mà nó dễ bị lật, đúng không? Đeo có bị nặng không? Không có nặng lắm đâu Khánh, nhưng mà so với Tuyết cái size tay này á, thì em chia sẻ thiệt với quý vị là cái chiếc nhẫn hoa sen này đó thì so với cái ngón giữa của Tuyết thì nó hơi to, nhưng mà không sao hết. Nếu như mà quý vị chọn cái mẫu này đó, quý vị cũng có thể gọi đến tiệm vàng vàng Ngọc Quang để mà quý vị có thể đưa cái size tay của mình. Thì như size của Tuyết á, thì khoảng số 5 là size số 5 là vừa cái size em.
Dạ, đó, quý vị thấy đây là trọn bộ ha, rất là sang quý vị ơi. Wow. Mình chỉ cần khoác một cái đầm dạ hội lên thôi là đủ rồi. Mình có thể đi ra, mình đi tiệc rất là sang trọng và quý phái, lấp lánh lắm quý vị. Và một lần nữa thì chiếc nhẫn hình hoa sen này không á, mã số là 26708, giá là 3600 Mỹ Kim. Dạ, giá là 3650 Mỹ Kim nha quý vị. Còn chọn đôi bông tai như thế này là 4300 Mỹ Kim. Dạ. Và nếu như mà quý vị mua nguyên set thì Ngọc Khánh và Ngọc Tuyết không dám đưa ra một cái giá nào, nhưng mà mọi người hãy gọi cho chúng tôi với số điện thoại là 714-839-8885 hoặc 714-839-8848. Chắc chắn nếu mà quý vị mua một lúc cả hai sản phẩm thì chúng tôi vẫn sẽ gửi tới cho quý vị thêm một chút xíu gì đó gọi là discount để cho quý vị cảm thấy là nó thật là thú vị và hấp dẫn. Bởi vì những cái mẫu mã vừa mới mà vừa được mọi người yêu mến như vậy thì thường sẽ rất là hiếm hàng và hot, và cũng như là ra số lượng có hạn, cho nên bất kỳ ai mà đã yêu thích những cái mẫu mã như vậy á, mà muốn sắm cho mình những cái thiết kế đeo trang sức mà vừa hột xoàng mà vừa giá trị, và đặc biệt là có mẫu mã rất là đặc biệt như vậy á, thì hãy nhanh tay gọi về cho chúng em nhé. Và tiếp tới là chúng ta sẽ đến với là một trong những cái thiết kế dây chuyền rất là đẹp với cái mã số là 26700. Đây là 26700. Và đây cũng là một trong những cái thiết kế vàng trắng, vàng 18, và có tổng cân nặng hột xoàng là 2.59 carat hột xoàng. Và cái này là kèm dây luôn nha quý vị ha. Và không phải là chỉ có mặc đi kèm dây. Thì cái mẫu này có tổng cộng là 38 viên hột xoàng tròn và có 28 viên hột xoàng baguette. Và với cái thiết kế này thì sẽ rất phù hợp dành cho những cô dâu nào đang muốn sắm cho mình một cái dây chuyền đeo vừa rất là nổi bật với cái trang phục áo dài, hoặc là nếu mà quý vị mặc một cái đầm xéo vai hoặc là đầm cúp ngực hở vai và nó hở phần cổ, thì cái cọng dây này là một trong những cái lựa chọn rất là hợp lý luôn. Và nếu mà mọi người nhìn kỹ thì thấy đây là giống như là những cái cánh hoa được nối kết với nhau, và nhìn nó có cái cảm giác làm cho cái cổ của chúng ta nó được thon gọn, và nó sẽ có điểm nhẫn ở ngay chính giữa cổ. Và cái mẫu này thì nó được kính kết dọc hột xoàng ở trên cái thân của cái dây luôn, cho nên là cái độ chiếu sáng rất là cao. Bên cạnh đó thì mọi người có thể nhìn kỹ hơn một chút xíu là trên thân của anh ơi, cái này đó là, thưa quý vị, là quý vị thấy là cái dây chuyền này giống như Khánh nói là rất là sang trọng, mà để cho các cô dâu có thể lựa chọn cái trang sức cho mình để mình có thể đeo phù hợp với áo dài hoặc là những cái váy cưới mà dạng cúp ngực đó. Dạ, thì cái mẫu này rất là phù hợp ha. Và đặc biệt là mọi người có thấy là trên cái phần thân dây không? Phần thân dây hồi nãy là nhìn thấy cái phần mặt thôi. Ở phần thân dây là đi dọc lên trên cái thân của cái dây cũng có hột xoàng kết ở đây. Và mọi người nhìn thì nghĩ là giống như nó kết dọc lên, thiệt ra là chỉ kết một đoạn. Nhưng còn về trên này á, lại được thiết kế rất là đặc biệt, đó là những cái viên bi. Không biết là có một cái đợt á, Tuyết có nhớ rằng là ai cũng thích đeo cho mình cái chiếc lắc mà hình tròn. Đó là một trong những cái mẫu mà hầu như bất kỳ cô gái nào cũng muốn sở hữu nó. Đúng rồi. Thì đây là một trong những cái thiết kế là được kết những cái viên bi dọc ở trên cái thân. Nó sẽ làm cho cái thiết kế của chúng ta không đơn điệu. Đúng. Và đặc biệt là với cái thiết kế này đó, khi mà đeo nó không bị xoay. Đúng rồi. Nó sẽ giữ cái dây của mình ở một cái vị trí nhất định. Và như Khánh nói đó, có thời gian đó, cái gu thời trang của chị em mình thì đeo những cái trang sức mà có những cái viên bi tròn như thế này nè. Thì cái dây chuyền này đó quay trở lại với cái gu cái thời trang đó. Tại vì thường quý vị biết không, gu thời trang mà những cái viên bi mà nhỏ mà được thiết kế vào những cái trang sức này mình đeo á, không có bị qua thời đâu. Đúng rồi. Cho nên là mình có thể đeo hoài luôn, lúc nào mình cũng theo được. Mà quý vị thấy đó, đây là một cái sợi dây chuyền rất là sang quý vị. Mình có thể đeo cho trong những cái dịp mà ngày trọng đại của mình đó, thì các cô dâu hay thường chọn những cái trang sức làm sao để phù hợp mà mình mang với áo dài, rồi mình mang với những cái váy cưới mà kiểu mà cúp ngực nè, rồi hoặc là hở vai như thế này nè. Dạ, thì đó, hôm nay em mặc cái váy nó hơi màu chút xíu, thành ra là cái dây này lên không biết có thấy rõ không ha quý vị. Dạ thấy. Và giờ đây xin cho mọi người thấy cái thiết kế này ở trên cái áo, nó vẫn rất là lấp lánh, nó không hề bị chìm đi so với lại cái vải họa tiết nha. Dạ. Đó. Đây quý vị thấy không ạ? Rất là tươi và rất là sang cái này. Đó, em để cao cao một chút xíu ha. Đó.
Đây ạ. Đây, quý vị thấy không? Là cái xung quanh của cái sợi dây này đó là những cái viên bi tròn, nó sẽ ôm sát vô trong cái cổ của mình luôn. Nó không có làm cho khi mà mình đeo mình mặc áo dài hay là mình mặc những cái đầm, những cái trang sức nó vào á, rất là sang. Và lỡ thấy cái dây chuyền như vậy rồi thì mà mọi người đang cảm thấy là rất là thú vị với cái thiết kế này á, thì hãy nhìn thêm, đó là cái mẫu tiếp theo là 26704, nó cũng đi kèm với lại cái mẫu dây chuyền này luôn, và cũng được làm từ vàng trắng, vàng 18 và tổng cân nặng hột xoàn là 1.82 carat hột xoàn, và có kết hợp bởi 44 viên hột xoàn tròn và 22 viên hột xoàn mặt kia, là cái viên hột xoàn hình giống như là hình hình thoi, cái đó dạ. Là dạng hình thoi đó Khánh. Dạ. Và cái đôi bông tai này mọi người cũng có thấy là trên cái thân đôi bông tai á, là nó thiết kế cũng giống như là một cái hình chiếc lá hay một cái hình giọt nước, và cũng được nhận hột xoàn trên cái thân của cái đồ cúp bông tai luôn. Và cái hút này á, là vừa bấm vô, cho nên khi mà chúng ta đeo á, chúng ta không phải sợ là phải gài cái phía sau. Ngọc Khánh biết á, là mọi người rất là e dè khi mà chúng ta lựa chọn cái trang sức, mà nhất là đám cưới đám tiệc mà đeo cái đuôi phía sau á, mình làm tóc lòng tai mình sơ sẩy mình sẽ bị rớt bông tai. Cho nên đó là cái thiết kế này là một trong những cái thiết kế mà đã được lấy được ý kiến của những cái cô dâu, là thích những cái thiết kế nào nó vẫn có được cái sự lấp lánh và cái dập theo cái gương mặt, nhưng mà nó lại làm sao mà nó không có sợ bị rớt. Đó. Thì cái thiết kế này á, mọi người cũng thấy là một trong những cái mẫu rất là duyên dáng đi kèm với lại cái sợi dây chuyền, với cái giá chỉ là 2.800 Mỹ Kim mà thôi. Dạ vâng ạ. Một lần nữa thì quý vị ơi, sợi dây chuyền mà full xoàn mà rất là sang trọng đây là Ngọc Tuyết đang đeo, giá là 4.600 Mỹ Kim nha quý vị. Và đi kèm trọn bộ với đôi bông tay hình chiếc lá, quý vị thấy không? Và rất là phù hợp cho các cô dâu đeo trong những cái ngày lễ trọng đại của mình. Mình không có sợ là sẽ bị rớt xuống. Tại vì cái cháu phía sau mà bóp chặt vô như vậy thì rất là chặt nè. Quý vị thấy không? Phía sau ha. Dạ. Và cái đôi bông tay này là giá là 2.800 Mỹ Kim, còn cũng như là cái sợi dây chuyền này là 4.600 Mỹ Kim thưa quý vị. Và thiệt ra là nguyên một cái set như vậy á, thì nó vừa có giá trị nha, là mà lại mà mẫu mã rất là mới, và những cái thiết kế mà nó có cái độ chuỗi dọc như vậy á, thứ nhất nó sẽ làm cho cái gương mặt của chúng ta sẽ rất là thon gọn, và đặc biệt là sẽ làm phần cổ của chúng ta cao hơn, và cái cảm giác nhìn nó sẽ rất là thanh thoát. Và bên cạnh đó, nếu mà quý vị cảm thấy rằng là cái tủ đồ của chúng ta quá nhàm chán mà lại rất là ngại khi mà chúng ta lựa chọn những cái thiết kế đầm nào đó mới lạ hơn, thì thay vì quý vị suy nghĩ là mình nên mua cái đầm nào đó mới, thì chúng ta cứ hãy kệ đó đi, mình chỉ cần là lựa chọn thay đổi những cái món trang sức đi kèm chung với cái đầm đó thôi, là sẽ làm cho cái một cái set đồ quần áo của chúng ta cảm thấy rất là mới lạ và điểm nhấn. Và đặc biệt là một trong những cái thứ mà chúng ta không bao giờ thiếu, đó là cái đầm màu đen ở trong cái tủ đồ của chúng ta. Và cái đầm màu đen á, là một trong những cái đầm mà chúng ta có thể rất thoải mái khi mà chúng ta đeo cái nữ trang trên người. Giống như ngày hôm nay Ngọc Khánh lựa chọn đó là một cái áo cổ lọ hình đó, nhưng mà vẫn có thể đeo một cái chuỗi, nhìn vẫn có điểm nhấn từ xa, đúng không? Nếu mà ai mà cảm thấy là thích cái thiết kế này á, thì hãy đợi Ngọc Khánh, lát nữa đây chúng tôi sẽ gửi tới cái thiết kế rất là độc đáo này ở trên cổ của Ngọc Khánh. Và bên cạnh đó là đôi bông tai này, nó cũng sẽ là một trong những cái mẫu mà Ngọc Khánh tin chắc rằng là những cái bạn trẻ đang rất là muốn sở hữu. Nhưng mà chúng ta trước khi đến với những cái thiết kế đó, thì chúng ta sẽ đến với lại một trong những cái thiết kế hình hoa rất là ấn tượng của ngày hôm nay, đó là cái mẫu 26709. Và cái mẫu này cũng làm từ vàng trắng, vàng 18 và có tổng cân nặng hột xoàn là 2 carat 90, và được kết hợp bởi 321 viên hột xoàn tròn. Và mọi người cũng có thể thấy ở trên màn hình là đây là một trong những cái thiết kế hình hoa nổi, và nhìn là thấy nó phu xoàng và nó rất là lấp lánh và có điểm nhấn. Và nếu như mà mọi người e dè là ôi mình không biết nên bây giờ, trước giờ mình đã có nhiều những cái món nữ trang nhỏ nhỏ rồi, bây giờ mình nên mua một cái nón nữ trang nào đó mà nó vừa ấn tượng mà lại vừa có thể đeo được nhiều đồ, phối được nhiều đồ, thì đây là một trong những cái thiết kế mà Ngọc Khánh nghĩ rằng sẽ rất là phù hợp dành cho quý vị. Và đặc biệt là với cái giá nó rất là phải chăng, là chỉ có là 3.800 Mỹ Kim cho cái thiết kế hình hoa như vậy thôi. Và khi mà mọi người nhìn từ xa sẽ thấy là ôi cái nhẫn này nó rất là lấp lánh. Và bây giờ xin cho mọi người cùng thấy cái nhẫn này ở trên tay của Ngọc Khánh nha.
Dạ vâng, một lần nữa thì quý vị đang thấy mẫu nhẫn tiếp theo cũng như là trọn đôi bông tay đó, quý vị thấy không, rất là đẹp, hình cánh hoa. Và cái mẫu nhẫn Ngọc Khánh đang đeo trên tay là mã số là 26709, giá là 3.800 Mỹ Kim nha quý vị. 3.800 Mỹ Kim, cũng như là trọn bộ đôi bông tay nguyên cái set như vậy mình đeo lên làm trang sức rất là sang khi mà mình đi ra ngoài ha quý vị ha. Và trọn bộ đôi bông tay là mã số là 26706, giá là 4.500 Mỹ Kim thưa quý vị. Dạ. Và ngày hôm nay thì đi kèm chung với cái đôi bông, cái chiếc nhẫn đó là có một cái đôi bông tai thiết kế cũng là cái hình hoa đó luôn. Và trọn bộ thì khi mọi người thấy từ xa là khi mà mình nếu mà tính luôn cái sợi dây chuyền thì nhìn nó hơi bị nhiều, nhưng mà khi một cái set mà chúng ta chỉ cần đeo một cái đôi bông tai như vậy và một cái chiếc nhẫn thôi là nhìn cái set đồ của chúng ta nó đã đủ giá trị và nhìn nó rất là điểm nhấn rồi. Thì cái gu thời trang của chúng ta là đôi khi không biết nhiều người thì như thế nào, nhưng mà với Ngọc Khánh là một trong những cái món trang sức mà Ngọc Khánh thích nhất ở trên người đó là đôi bông tai. Bởi vì khi mà chúng ta nhìn một người nào đó thì thường chúng ta sẽ nhìn vào gương mặt là cái điểm đầu tiên mà quý vị nhìn một người nào đó. Thì với phụ nữ mà đeo bông tai thì đối với Khánh là sẽ có một cái điểm nhấn gì đó rất là đặc biệt. Và đối với nó Khánh làm sáng cái mặt mình. Đúng rồi, Khánh. Và những cái người nào mà sợ là gương mặt của chúng ta dài quá và gương mặt của chúng ta nó hơi bị góc cạnh và hơi bị ngạnh á, thì đừng lo, khi mà chúng ta lựa chọn những cái đôi bông tai như vậy á thì nó sẽ làm cho cái gương mặt, mọi người đừng có ngại là gương mặt mà chúng ta bầu mà chúng ta lại đeo bông tai tròn. Thì chắc là nếu mà bông tai hình tròn nhỏ thì nó sẽ làm cho cái gương mặt mình nó bị cảm thấy nó tròn, nhưng với những cái thiết kế lớn như vậy thì nó sẽ làm toát đi được cái sự tập trung ở trên gương mặt. Và khi mọi người nhìn thấy là thấy đôi bông tai của Ngọc Khánh đó, nó rất là làm cho chúng ta bắt sáng, nhìn từ xa thôi là đã thấy nó có một cái điều gì đó nó rất là lấp lánh ha. Sáng cái và cái thiết kế này mọi người có thấy cái bông hoa này nó rất là hay không, nó là bông hoa hai lớp, vừa có một cái dụy ở bên trong, xong một cái phần cánh hoa tầng thứ nhất và thêm một cái phần cánh hoa tầng thứ hai và thêm hai cái lá nữa. Cho nên nhìn từ xa nó vừa giống như là hình hoa hồng nhưng mà nó lại vừa giống như những cái bông hoa kiểu mà thiết kế rất là mới vậy đó. Yeah, đúng không? Yeah. Cho nên là nó sẽ không sợ rằng là chúng ta bị đeo thiết kế mà hình hoa nó sẽ lỗi mốt đâu nha quý vị. Và đây là một cái set rất là ấn tượng và giá trị ngày hôm nay Ngọc Khánh muốn gửi tới cho quý vị. Đây là vừa là một đôi bông tai kết hợp với lại cái nhẫn. Và cái nhẫn là cái mã số là mã số là 26709, giá là 3.800 Mỹ Kim. Và cũng như là cặp bông tay mã số là 26706, giá là 4.500 Mỹ Kim. Và thưa quý vị, là ngày hôm nay Ngọc Tuyết và Ngọc Khánh mang tất cả những cái mẫu trang sức của NQ Show lên cho quý vị, là toàn tất cả đều là mẫu mới hết. Và cũng như là tất cả đều là được thiết kế rất là sang trọng và những cái mẫu mới để gửi đến cho quý vị khán giả. Và nếu mà quý vị thích mẫu nào của Ngọc Tuyết và Ngọc Khánh giới thiệu thì quý vị hãy gọi ngay vào số phone đang hiển thị trên màn hình để quý vị có được một cái giá rất là phải chăng, chỉ có mua tại trên NQ Show mình mới có được cái giá hợp lý đó nha quý vị. Ngoài ra quý vị còn được đáp ứng mỗi cái size tay của mình luôn. Và nếu mà quý vị muốn thích mẫu đó nhưng mà tay của mình nhỏ quá thì tại hệ thống Kim Hoàng Ngọc Quang cũng có thể đáp ứng mọi nhu cầu của quý vị khán giả. Và một lần nữa thì Ngọc Khánh vừa giới thiệu đến cho quý vị một cái mẫu nhẫn và cũng như là cặp bông tay hình cánh hoa rất là sang trọng quý vị. Chỉ cần nhìn từ xa thôi, mình mặc một cái đầm ha, đi vào tiệc và nhìn từ xa thôi mình đã thấy những cái trang sức mình lấp lánh lên rồi quý vị. Rất là đẹp luôn và mẫu hoàn toàn mới để gửi đến cho quý vị ha. Một lần nữa thì chiếc nhẫn mà hình cánh hoa Ngọc Khánh đang đeo trên tay mã số là 26709, giá là 3.800 Mỹ Kim. Và cũng như là cặp bông tay mã số là 26706, giá là 4.500 Mỹ Kim. Quý vị thấy đó, rất là sang trọng và quý phái. Và nếu mà mọi người có bất kỳ mà thắc mắc nào về cái thiết kế ngày hôm nay mà Ngọc Khánh và Ngọc Tuyết gửi tới cho quý vị thì xin quý vị hãy gọi cũng như là text về số phone 714-260-1343, hoặc là quý vị cũng có thể gọi về cho chúng tôi với số điện thoại là 714-839-8885 hoặc 714-398-8848. Chuỗi hệ thống Kim Hoàng Ngọc Quang là mở cửa từ 10 giờ sáng cho tới 5 giờ chiều và ở
có cái đại lý mà thêm một cái điều nữa mà Ngọc Khánh cũng muốn nhấn mạnh đó là nhiều người cứ kêu chứ ủa tới bây giờ vẫn còn đang băn khoăn là ủa Ngọc Quang với lại NQ Show cũng giống như là NQ Jeweler là như thế nào, thì xin thưa là tất cả đều của chuỗi hệ thống Kim Hoàng Ngọc Quang hết. Lý do mà lấy là NQ Jeweler là bởi vì giới trẻ bây giờ các bạn trẻ khó đọc cái chữ Ngọc Quang và khó nhớ, cho nên chính vì vậy mà bên hệ thống Kim Hoàng Ngọc Quang mới quyết định là lấy viết tắt là NQ là Ngọc Quang Jeweler, là nằm ở ngay góc đường Prokhorov với Edinger. Và ngoài ra cái show The NQ Show là cái show mà gửi tới cho quý vị những cái thiết kế mới nhất, đặc biệt hơn là dành cho những cái vị khách ở tiểu bang mà chúng ta không có thời gian cũng như không có cơ hội ghé tới California để chúng ta lựa chọn những cái món trang sức. Thì vào mỗi thứ năm 5:30 chúng tôi sẽ lên đây để gửi tới cho quý vị những cái thiết kế rất là mới và cũng như là những cái món trang sức mà biết đâu được quý vị đang cần mua mà ở cái nơi quý vị sinh sống lại không có nhiều mẫu mã để cho quý vị lựa chọn. Và đặc biệt người châu Á của chúng ta có đôi bàn tay khá là nhỏ nhắn, cho nên là nhiều cái size tay ở những cái tiệm khác nó khó có. Thì mọi người mà đang tin tưởng những cái món trang sức và cũng như là yêu thích thời trang của và những cái thiết kế của hệ thống Kim Hoàng Ngọc Quang thì hãy lên đây để chúng ta cùng trò chuyện và cũng như là cùng nhau gửi tới những cái thiết kế rất là đặc biệt này. Và có một điều nữa mà Ngọc Khánh cũng muốn xin được nhấn mạnh là trong tuần vừa qua những cái thiết kế mà những cặp được mọi người đón nhận rất là nhiều, cho nên nếu như mà bất kỳ ai mà trong show này mà miss cái show vừa rồi mà còn đang rất là băn khoăn hay là đang muốn theo dõi những cái mẫu nhẫn cưới thì hãy theo dõi cái trang theo dõi Ngọc cái Quang. Ngọc Quang Jeweler ở trên cái trang Facebook này và coi của cái tuần trước thì cái tất cả các tập của chúng tôi là đều còn lại ở trên đó, cho nên là nếu mà quý vị thích bất kỳ một cái món nào thì vẫn có thể gọi cho chúng tôi, chứ không có nghĩa là cái show qua rồi mà không mua được cái món đó quý vị nha. Chúng tôi vẫn ưu ái, tuy là cái món của chúng tôi là thường sẽ có special dành cho người mua đầu tiên, nhưng nếu mà quý vị vẫn còn thích những cái món đó mà bên tiệm vẫn còn thì chúng tôi vẫn sẽ gửi tới cho quý vị những cái giá rất là phải chăng và hợp lý dành cho những người khách mua và nói là chúng tôi thấy ở trên The NQ Show quý vị nha. Và chị Yuki Kim nói rằng là wow đẹp quá, thích sợi dây chuyền của MC Ngọc Khánh đang đeo. Dạ chờ chút xíu, lát nữa cái mẫu này sẽ được gửi tới cho quý vị sớm thôi. Bây giờ mình đến và không làm mất thời gian, mình đến với cái mẫu tiếp theo ha. Thưa quý vị, và mẫu tiếp theo là mẫu 26738. Đó là mẫu dây chuyền. Đây là cái mẫu mà phải nói là các chị em mà yêu thích hình những con bướm bướm xinh xinh thì đây là một trong những mẫu mà Kim Hoàng Ngọc Quang đã mang lên show để giới thiệu đến cho quý vị khán giả. Đặc biệt là mẫu này các ở nhà mà mình có các em các chị mà teenager đó, trẻ trẻ đó thích, rất là thích những cái mẫu mà hình con bướm như thế này nè quý vị. Dạ, thì hôm nay trên show sẽ giới thiệu đến cho quý vị. Đó là quý vị đang thấy đó là mẫu dây chuyền hình bướm bướm ha quý vị ha. Và giá là 950 Mỹ Kim thôi. Wow, giá rất là hợp lý mà chỉ có 9. Quý vị chỉ cần bỏ ra 950 Mỹ Kim thôi mà mình có ngay một cái sợi dây chuyền hình bướm bướm mà là hạt xoàn nha quý vị. Hộp xoàn vàng trắng 18 là giá là 950 Mỹ Kim. Và thưa quý vị là hôm nay đó, nếu mà quý vị xem những cái mẫu mới ở trên NQ Show mà giới thiệu đến cho quý vị thì một lần nữa chương trình đến với quý vị là để giúp cho những quý vị ở những cái tiểu bang xa mà quý vị không đến trực tiếp tại hệ thống Kim Hoàng Ngọc Quang để mà xem nhiều cái mẫu đẹp cũng như là những cái mẫu hộp xoàn, thì chương trình đến với quý vị để quý vị ở những tiểu bang xa quý vị thích mẫu nào thì quý vị cứ chụp màn hình lại cũng như là quý vị gọi vào cho The NQ Show qua số là 714-839-8885 thì quý vị cứ nói là cái tên của cái mẫu đó thì chương trình sẽ giữ lại và gửi đi cho quý vị, đặc biệt là free shipping cho mình và hoàn toàn là không có thuế. Giá ví dụ như quý vị đang thấy trên màn hình là cái dây chuyền hình mà hình bướm bướm xinh xinh đó quý vị, giá là 950 Mỹ Kim là chúng ta đã bao gồm luôn, đã free thuế rồi và bao luôn cái phí shipping cho mình luôn, quý vị không cần phải trả thêm bất cứ phí nào hết nha quý vị. Đó, dây chuyền hình bướm bướm rất là đẹp và xinh, giá chỉ có
950 Mỹ Kim thôi. Và mẫu này là 26738 thưa quý vị. Và nếu mà mọi người nhìn thấy ở trên cái màn hình đó, sẽ thấy là trên cái thân dây nó có những cái viên hột xoàn tròn nữa. Và thiệt chất ở trên cái thân dây là có tổng cộng là 6 viên hột xoàn, mỗi bên 3 viên nha quý vị nha. Cho nên đó là vừa có điểm nhấn ở chính giữa là hình cái cánh bướm, lại còn được ở trên cái thân dây á, lại là còn có được cái sự lấp lánh của cái viên hột xoàn nữa. Cho nên đó là nếu mà chúng ta đeo cái thiết kế này với cái trang phục mà đơn giản á, thì nó sẽ làm bật lên rất là nhiều. Đúng rồi. Và nếu như mà ai á, mà thích tặng dành cho con gái của mình đó, mà mặc áo thun, quần jean á, thì nó vẫn rất là lấp lánh và vẫn rất là giá trị ha chị ha. Dạ vâng, thưa quý vị, giống như Tuyết nói đó, thì vừa thấy cái mẫu dây chuyền mà hình bướm bướm xinh xinh này thôi, thì Tuyết nghĩ ngay là các bé mình ở nhà mà bắt đầu độ tuổi teenager mà chuẩn bị là thích tìm cho mình những cái trang sức nè, để mặc áo thun, mặc những cái bộ trang sục, trang sức cũng như là trang phục để mà năng động, để mà mình đi ra ngoài đó, thì cái dây chuyền này rất là phù hợp nha quý vị. Và một lần nữa là chỉ có 950 Mỹ Kim thôi cho cái dây chuyền hình bướm bướm này, rất là đẹp thưa quý vị. Đó, quý vị đang thấy Ngọc Tuyết đang đeo ạ. Và mọi người có nhìn thấy rằng là cái này là cái mặt dây chuyền đi kèm với cọng dây nha quý vị nha. Và có tổng cân nặng hột xoàn là 0.52 carat hột xoàn, và có 48 viên hột xoàn tròn, cho nên là nhìn cánh bướm á, là mọi người thấy nó là được kết phu xoàn, và bên cạnh đó là trên cái thân dây á, là nó lại được kết hợp những cái viên hột xoàn dọc dọc nữa. Cho nên nếu như mà chúng ta đeo mà chúng ta có cái mặt dây chuyền mà nó có nằm bên trong áo đi chăng nữa, thì ở trên cái dọc của cái thân dây á, nó cũng rất là lấp lánh, bởi vì nó được kết viên hột, những cái viên hột xoàn tròn đó. Ngọc Khánh xin xin chào anh Thao Nguyễn. Anh Thao nói xin chào Ngọc Khánh. Ngọc Khánh cảm ơn anh. Anh ơi, anh hãy share cái trang livestream này cùng với Ngọc Khánh và chị Ngọc Tuyết nha anh Thao. Ngọc Khánh xin chào chị Song Hằng. Và bây giờ chúng ta sẽ đến với lại cái set bông tai. Cũng là trọn bộ luôn nha quý vị. Đây. Và cái bông tai này là đi kèm chung với lại cái sợi dây chuyền luôn nha quý vị nha. Rất là dễ thương. Vâng, và trọn bộ luôn với lại cái dây chuyền hình bướm bướm này, đó là cái cặp bông tai quý vị đang thấy đó. Là thưa quý vị, đây là mẫu 26739. Và quý vị ơi, giá của cặp bông tai hình bướm bướm này đó là 850 Mỹ Kim nha quý vị. Còn cái sợi dây chuyền hình bướm bướm là 950 Mỹ Kim. Wow, một cái giá rất là vừa phải luôn. Mình chỉ cần bỏ ra 950 Mỹ Kim là mình đã có ngay một cái sợi dây chuyền hình bướm bướm. Và tổng trọng lượng cân nặng là 0.52. Và cũng như là bên trong có 6 cái hạt xoàn, phải không ạ? Rồi, dạ đúng rồi. Đây. Rồi Tuyết, bây giờ em sẽ, quý vị đang thấy trên màn hình TV là cặp bông tai hình bướm bướm. Chút xíu nữa đây em sẽ đeo thử trên cái tai cho mình, cho quý vị xem ha. Và chờ Ngọc Khánh với lại Ngọc Tuyết một chút xíu nha. Dạ. Ngọc Khánh biết là mọi người rất là thích theo đẹp dõi quá, cái quá quý vị ơi. Nhìn là đẹp, rất là đẹp ha. Quá trời đẹp luôn quý vị đó. Mà nó lại rất là nổi chứ không phải là bị flash ha. Dạ. Có nhiều cái mẫu mẫu bông tai mà hình bướm bướm đó quý vị, hình con bướm á, mình đeo lên á thì mình không có thấy sáng, nhưng mà với cái mẫu bông tai này đó, Ngọc Tuyết đang đeo cho quý vị xem nè. Dạ, là giá, thưa quý vị, là giá chỉ có là 850 Mỹ Kim thôi nha quý vị. Khi mà đeo lên đó quý vị thấy không, là nó sáng và nó thấy rõ cái mẫu. Cho Khánh chỉnh lại cho Tuyết cái nha. Ok, đó. Rồi. Đây ạ. Đó quý vị, chọn mọi người nhìn á, thì mọi người sẽ thấy là cái cánh bướm này á, nó không có bị flash, cho nên nhìn cái cánh bướm nó rất là có cái độ nổi trên cái tai nha. Đây nè quý vị, rất là đẹp, và cái cánh bướm nó nằm sát ở cái trái tai của mình luôn. Và trọn bộ với dây chuyền của mình, cánh bướm như thế này rất là sang và rất là đẹp quý vị ơi, dễ thương lắm, dễ thương vô cùng. Và giá của cái cặp bông tai hình cánh bướm này là 850 Mỹ Kim, và sợi dây chuyền hình cánh bướm là 950 Mỹ Kim. Dạ, nếu mà quý vị muốn mua chọn full set như vậy đó, để mà làm trang sức cho mình, cũng như là ở nhà mà mình có con gái, sắp tới mình có muốn mua quà để tặng cho con gái, thì chọn full set này rất là đẹp nha quý vị. Nhưng mà
Sao Tuyết thích cái chọn full set này quá. Nhìn rất là dễ thương, những cái cánh bướm rất là xinh xinh ha. Dạ, và một lần nữa nếu mà quý vị thích mẫu này thì quý vị hãy gọi ngay vào số phone 714-839-8885 để quý vị có những cái mẫu trang sức tại NQ Show rất là mới gửi tặng đến cho quý vị. Dạ đây, một lần nữa thì chọn cặp bông tai hình cánh bướm như thế này là giá là 850 Mỹ Kim hạt xoàn nha quý vị, hộp xoàn luôn. Và mẫu là 26739. Còn sợi dây chuyền mà hình cánh bướm là 950 Mỹ Kim, mã số là 26738. Dạ. Vâng thưa quý vị, và hồi thưa quý vị biết hôm khi mà Ngọc Tuyết bước vào show để mà muốn giới thiệu rất là nhiều những cái mẫu trang sức cho quý vị đó, thì Ngọc Tuyết cũng muốn mặc một cái bộ trang phục màu đen để mà lên trang sức nó lấp lánh cho quý vị khán giả. Nhưng mà thời tiết ở tại Cali đó quý vị, Nam Cali á, mấy ngày nay nó rất là nóng. Sáng á, nhiều khi á, tiết trời nó hơi ui ui chút xíu thôi, nhưng mà trưa đến á, là nó rất là nóng quý vị. Thành ra là em phải mặc cái váy này thì cái nó hơi mỏng mỏng chút xíu mà cái nó hơi họa tiết thôi, nhưng mà nó mát quý vị. Dạ rồi, bây giờ đó thì quý vị khán giả, quý vị đang thấy đó là mẫu của cặp hình cánh bướm ha, bông tai hình cánh bướm. Ngọc Khánh hôm nay Ngọc Khánh mặc một cái áo thun màu đen để mà lên trang sức rất là lấp lánh cho quý vị. Nhưng mà Khánh nói với Tuyết á, nóng quá Tuyết ơi. Dạ vâng thưa quý vị, rất là tội nghiệp Ngọc Khánh. Dạ rồi, bây giờ đó thì em với lại Ngọc Khánh xin phép qua một cái mẫu tiếp theo cho quý vị khán giả theo dõi. Một lần nữa quý vị ơi, nếu như mà quý vị muốn mua trọn bộ full set vừa bông tai mà hình cánh bướm và cũng như là dây chuyền hình cánh bướm, Ngọc Tuyết tháo ra rồi để chút xíu đeo mẫu khác vô. Dạ, chọn bộ bông tai nè, đôi bông tai hình cánh bướm và cũng như là mặt dây chuyền. Đây là cái dây chuyền hình cánh bướm, đẹp và dễ thương vô cùng luôn quý vị, đeo rất là sang. Dạ, thì giá cho cái cặp bông tai này đó là 850 Mỹ Kim với mã số là 26739. Và cũng như là dây chuyền hình cánh bướm giá là 950 Mỹ Kim. Nếu mà quý vị thích chọn bộ cái full set này thì gọi ngay bây giờ cho NQ Show để chúng ta được phi thuế và phi shipping luôn nha quý vị nha. Rồi bây giờ thì xin phép đi qua cái mẫu dây chuyền tiếp theo, mã số là 26715. Dạ. Và cái mẫu này á, là một trong những cái mẫu rất là mới. Mẫu này là mọi người có thể nhìn thấy ở trên cái hình thiết kế là được kết hợp bởi những cái viên hộp xoàn hình chữ nhật. Và cái mẫu này á, là nếu mà mọi người nhìn thấy á, là được kết hợp bởi bởi những cái hạt sơn baguette. Nhưng mà quý vị thấy á, họ thiết kế rất là nhiều những cái màu khác nhau nha quý vị nha, rất là sang, quý vị nhìn thấy trực tiếp trên màn hình đó quý vị. Cái dây này đó phù hợp để cho quý vị có thể đeo đi tiệc, hoặc là quý vị có thể đi ra ngoài cà phê với bạn bè, rất là sang. Với quý vị có thể mặc một cái áo sơ mi hay là một cái đầm rất là bình thường để mà mình đi ra ngoài, mình đi cà phê với bạn bè, thì cái sợi dây này rất là phù hợp và sang trọng luôn đó quý vị. Và thưa quý vị, là mã số của sợi dây này là 26715, giá là 1150 Mỹ Kim. Và đây là vàng 18 và là vàng rose nha quý vị, vàng hồng luôn. Và tổng cân nặng là 1.25 carat cho cái sợi dây chuyền này, rất là đẹp và sang trọng thưa quý vị. Và một lần nữa quý vị ơi, mà quý vị yêu thích những cái mẫu nào ở trên NQ Show cùng với Ngọc Tuyết và Ngọc Khánh thì quý vị cứ gọi vào cho chương trình với số phone là 714-839-8885, 714-839-8885 hoặc là 714-839-8848. Quý vị thích mẫu nào thì quý vị cứ gọi vào chương trình. Ví dụ như quý vị thích mẫu hình hoa sen, chọn cái chiếc nhẫn và cũng như là bông tay, thì quý vị cứ nói tên hoặc là quý vị chụp lại màn hình, thì Ngọc Quang NQ Show sẽ gửi đến tận nhà cho quý vị, và hoàn toàn là free ship và free thuế cho mình luôn ha. Vâng, và
Hôm nay đó thưa quý vị là Ngọc Tuyết và Ngọc Khánh có rất là nhiều những cái mẫu mới gửi cho đến cho quý vị, cho nên là rất là mong quý vị khán giả hãy theo dõi chương trình và quý vị xem đâu đó nếu như mà quý vị không thấy phù hợp cho mình cũng như là cho những người thân ở trong gia đình mình thì quý vị cũng có thể nhắc cũng như là nói với lại người thân của mình có những cái mẫu rất là đẹp và rất là sang tại NQ Show hôm nay lên để giới thiệu đến cho quý vị. Và thưa quý vị, một lần nữa thì quý vị đang thấy đó là sợi dây chuyền với thiết kế rất là sang trọng và rất là đẹp. Xung quanh là những cái cánh hạt xoàn baguette như quý vị. Và Ngọc Tuyết thấy rất là nhiều màu, màu đen có nè, để thể hiện cho sự quý phái và cũng như là sang trọng nè. Rồi cũng có cái màu vàng rất là đặc trưng cho mình và có cái màu tím nữa quý vị, nhiều lắm. Và có cái màu ruby, rất là nhiều những cái màu mà thiết kế bên trong cái sợi dây này cho mình đeo. Thì sợi dây này rất là thích hợp. Thí dụ như quý vị có thể mặc áo màu đen thì cũng phù hợp với mình nè. Rồi màu vàng hoặc là những cái áo màu hồng hồng tím tím thì cái sợi dây này lên rất là sang và phù hợp cho mình luôn ha. Và bây giờ thì em xin phép đeo cho quý vị thấy cái mẫu này. Thì bây giờ đó Ngọc Tuyết đang mặc một cái váy hoa cũng họa tiết hơi nhiều. Cho nên là em thấy rất là phù hợp cái dây chuyền này quý vị. Và đây mẫu này thưa quý vị nó là vàng hồng nha quý vị nha. Mẫu dây chuyền này là vàng hồng nha quý vị và mã số là 26715. Mẫu dây chuyền này là vàng hồng và mã số là 26715. Giá dành cho quý vị khán giả yêu thương chỉ có là 1.150 Mỹ Kim. Để em tháo cái dây hình cánh bướm này ra cái ha. Quý vị đợi em chút xíu. Dạ, một lần nữa thì cái dây này đó quý vị là giá là 1.150 Mỹ Kim. Và quý vị thấy những cái cánh hộp xoàn baguette người ta thiết kế xung quanh rất là đẹp quý vị ơi, đẹp lắm. Và những cái màu khác nhau, những cái màu đó cũng tượng trưng cho sự quý phái và cũng như là lịch lãm cho chị em phụ nữ của mình ha. Dạ, rồi thì mẫu này đó quý vị có thể mặc rất là nhiều những cái trang phục khác nhau ha. Quý vị ví dụ như mình mặc cái đầm màu đen cũng mình lên cái dây này cũng hợp nè. Mà mình mặc đầm màu vàng mình lên cái dây cũng hợp và cũng như là màu hồng. Thì đó, hôm nay Ngọc Tuyết mặc một cái váy có hơi nhiều họa tiết chút xíu thì em đeo cái dây này lên rất là hợp quý vị. Đó, quý vị thấy không? Hợp vô cùng luôn ạ. Dạ. Và với những cái mẫu mà vừa được kết hợp bởi nhiều màu sắc như vậy á, chúng ta lại có thể vừa mặc một cái trang phục đơn sắc để làm bật lên cái sợi dây chuyền mà chúng ta đang đeo. Ngoài ra thì chúng ta có thể mặc trên người những cái thiết kế nhiều màu sắc để đi kèm với lại cái sợi dây chuyền này. Cho nên là với những cái thiết kế như vậy á, chúng ta có thể kết hợp được với rất là nhiều những cái trang phục khác nhau. Và nếu mà mọi người thấy là giống như đây là một trong những cái thiết kế hình cánh hoa được tia ra 7-8 sắc màu khác nhau. Và bên cạnh đó thì có một cái cánh bướm nhẹ đậu ở trên cái hình cánh hoa này. Và đây là một trong những cái thiết kế mà Ngọc Khánh nghĩ sẽ rất là hợp lý và cũng như là trẻ trung dành cho những cái bạn nào mà đang muốn sở hữu cho mình những cái món trang sức rất độc đáo và lạ mắt. Dạ vâng, và chị Sarah Laura nói là kiểu rất là độc đáo và rất ấn tượng. Dạ đúng rồi chị, kiểu này người ta thiết kế rất là độc đáo và xung quanh là rất là nhiều những cái sắc màu. Đó quý vị thấy không, rất là nhiều những cái sắc màu phù hợp với những cái trang phục mà mình mặc để mà đi kèm cái trang sức này. Rất là đẹp và sang. Và cái thiết kế này Ngọc Khánh xin được nhắc lại, đây là đá sapphire được thiết kế nhiều màu. Cho nên nó là ở ngay chính giữa thì là hột xoàn, còn những cái đá màu là đá sapphire nha quý vị nha. Dạ thì thưa quý vị, đây là cái mẫu dây chuyền đá sapphire và được thiết kế xung quanh rất là nhiều những cái màu sắc khác nhau. Thì như Ngọc Tuyết nói đó, quý vị biết không, cái mẫu dây này đó là giá chỉ có 1.150 Mỹ Kim mà xung quanh những cái đá mà quý vị thấy thiết kế nhiều màu sắc đó là hoàn toàn là đá sapphire nha quý vị. Và ở chính giữa là đính một cái hạt xoàn rất là sang. Và cái sợi dây này chỉ có giá là 1.150 Mỹ Kim thôi quý vị ơi, 1.150 Mỹ Kim. Mẫu là 26715. 26715. Quý vị khán giả nếu mà các chị nào mà chúng ta thích cái mẫu này để phù hợp với tất cả những cái trang phục mà mình đi ra ngoài đi tiệc hay là mình có
thể đi hội họp bạn bè của mình, thì cái mẫu này rất là phù hợp. Mình có thể mặc một cái váy màu đen hay là màu vàng, màu đỏ, màu hơi đỏ chút xíu, hoặc là màu hồng, màu tím, thì rất là phù hợp cho cái trang sức này của mình ha quý vị ha. Rồi một lần nữa trước khi đi qua cái mẫu khác thì Ngọc Tuyết xin phép nhắc lại, mẫu này quý vị thấy xung quanh là những cái sắc màu đá, đó là đá sapphire, hoàn toàn là đá sapphire, và chính giữa là cái đính, một cái hạt xoàn chính giữa rất là lấp lánh và sang trọng. Mã số là 26715, là giá chỉ có 1050 Mỹ Kim, 1150 Mỹ Kim. Đây là vàng, vàng này là vàng hồng nha quý vị, vàng hồng. Và Ngọc Tuyết đang mặc một cái váy với họa tiết rất là nhiều, và khi mà đeo cái sợi dây này lên thì thấy rất là phù hợp quý vị. Dạ, hoặc là quý vị, nếu mà quý vị mặc cái váy hoặc là một cái áo màu đen hay là màu sắc khác thì cũng rất là phù hợp. Đây, một lần nữa trước khi đi qua một cái mẫu khác trên chương trình The NQ Show cho quý vị khán giả, thì hôm nay Ngọc Tuyết mặc một cái váy với nhiều họa tiết, nhưng mà đeo lên đó thì quý vị thấy không, rất là phù hợp đây ạ. Đó, nó cũng có một cái màu phù hợp với lại cái cánh hoa ở trên cái váy của em luôn, quý vị thấy không, rất là đẹp, rất là sang. Và cái dây này đó quý vị, và mẫu này là vàng hồng nha quý vị, và xung quanh thiết kế những cái hạt này là đá sapphire, chính giữa đính một cái hạt xoàn. Dạ, rồi bây giờ em xin phép qua cái mẫu tiếp theo, đó là mẫu 26711. Dạ, một lần nữa thì quý vị ơi, nếu mà quý vị thích mẫu nào trên chương trình NQ Show cùng với Ngọc Tuyết và Ngọc Khánh, thì quý vị chụp ngay màn hình, hoặc là quý vị có thể gọi vào cho chương trình với số phone đang hiển thị trên màn hình. Thì chương trình, quý vị chỉ việc nói tên ngắn gọn thôi, thì chương trình sẽ giữ ngay cái mẫu cho quý vị và gửi đến cho quý vị luôn. Và đặc biệt quý vị ơi, NQ Show chuỗi hệ thống Kim Hoàng Ngọc Quang đến với quý vị mỗi thứ năm hàng tuần để cho phục vụ cho quý vị khán giả ở những cái tiểu bang xa mà quý vị không có đến trực tiếp ở tiệm vàng Ngọc Quang để xem, và cũng như là lựa chọn những cái mẫu những cái mẫu xoàn mới nè, những cái mẫu thiết kế những cưới cho những cái ngày trọng đại của mình. Thì trên NQ Show của mỗi tuần thứ năm mang đến cho quý vị rất là nhiều, cho nên rất mong quý vị khán giả ở khắp mọi nơi hãy đón xem để chúng ta có thể lựa chọn được cho mình những cái mẫu trang sức rất là đẹp, rất là phù hợp cho mình, và đặc biệt giá vô cùng là hợp lý và phải chăng cho mình luôn. Và ngoài ra, khi mà quý vị đến với NQ Show với những cái trang sức hạt xoàn thật cho quý vị đeo, mà chúng ta còn được free thuế nè, free shipping nữa quý vị. Dạ rồi, bây giờ thì em xin phép đi qua một cái mẫu mới, đây là cái lắc tai nha quý vị. Mẫu này là cái lắc tai quý vị đang thấy trên màn hình TV. Mã số là 26711, 26711, giá là 1580 Mỹ Kim. Dạ thưa quý vị, cái mẫu lắc tai này quý vị thấy xung quanh ha, được thiết kế bằng những cái mắt xích nhỏ này em đang đeo trên tay, nhưng mà bây giờ em sẽ giới thiệu trên màn hình TV để cho quý vị có thể nhìn rõ hơn, trực tiếp hơn. Đó quý vị thấy, đây là một trong những cái lắc tai rất là đẹp, và đây nè quý vị, rất là sang đây, và đi kèm là một chiếc nhẫn cũng đi trọn bộ luôn quý vị. Và mẫu này đó là cũng là vàng hồng luôn, và trọng lượng là 0.45 carat hạt xoàn, rất là nhỏ, như cái hạt xoàn tắm li ti như thế này nè. Đó, và thưa quý vị, là giá cho cái chiếc lắc tay này Ngọc Tuyết đang đeo đây ạ, là 1580 Mỹ Kim. Và cũng như là chiếc nhẫn đi kèm nè quý vị thấy không, rất là đẹp, nguyên trọn bộ luôn. Dạ, trọn bộ luôn, vừa nhẫn vừa lắc luôn. Chiếc nhẫn là mã số là 26714, 26714 cho cái mã số cho chiếc nhẫn này, giá là 700 Mỹ Kim thôi quý vị ơi. Wow, chỉ có 700 Mỹ Kim thôi cho chiếc nhẫn hạt xoàn vàng gold, và cũng như là chiếc lắc tay mà Ngọc Tuyết đang đeo trọn bộ như thế này, rất là đẹp và sang. Và mọi người có thấy ở trên cái lắc tay á, là nhìn sẽ thấy là nó sự kết hợp mà nối giữa hai cái loại khác nhau. Thứ nhất là một cái chuỗi hột xoàn nè, rồi là được đính kết với nhau giống như là một cái thân dây bằng vàng, mà lại có một cái ổ khóa nữa nha. Dạ, không biết là mọi người có nhìn thấy từ xa không? Ở trên cái thân dây này nó có một cái ổ khóa lúc lắc ở đây nè, giống như lắm. Là chúng ta là nối giữa một cái thân, cái ben hột xoàn, và một cái ben là cái vòng
vòng vàng, cái lát vòng đi vàng đi qua không. Vậy đó, cái vàng à, không giống như là được kết nối giữa hai cái kiểu lại với nhau mà một cái khóa tay vậy đó. Giống như là khi mà chúng ta được tặng cho một cái người nào đó và đây đây là chủ quyền của mình rồi. Đúng nha rồi, dành tặng cho người yêu vậy đó. Khóa chặt lại luôn. Đúng rồi. À, khi đeo cái lắc tay này lên rồi thì là em là của anh đúng không? Dạ, đúng rồi đó. Và bên cạnh đó thì mọi người cũng thấy là cái phần của chiếc nhẫn này nó cũng là sự kết hợp rất là độc đáo. Đó là kết hợp giữa cái band mà hột xoàn rồi lại thêm một cái band hình viên bi. Nếu mà mọi người có thấy là đây là hình viên bi và đặc biệt là có cái phần hột xoàn nằm ở đây là hai viên baguette. Và baguette này á, nó rất là lớn và cái độ khít của nó là nó nhìn hình như chữ nhật vậy đó. Cho nên là nhìn từ xa là giống như chúng ta đang đeo hai chiếc nhẫn chồng lên nhau đúng không? Và khi mà chúng ta đeo cái chiếc nhẫn mà hai chiếc chồng lên nhau thì một chiếc là cái band xoàn và một bi chiếc lại là có một cái phần hột xoàn chính giữa là giống như là đeo một cái engagement vậy đúng không? Đúng rồi, rất là sang quý vị ơi. Cho nên á, là ai mà muốn tặng cho người yêu của mình một cái thiết kế độc đáo thì đây sẽ là một trong những cái mẫu mà sẽ rất ấn tượng dành cho cái người yêu của mình. Và giá lại rất là phải chăng khi mà cái lắc tay chỉ có giá là 1.580 Mỹ Kim, còn cái nhẫn thì chỉ có 700 Mỹ Kim mà thôi. Mọi người nhìn lại trên màn hình đi. Dạ, vâng. Nhìn rất là dễ thương nha. Và cái nếu như mà các chị em nào mà chúng ta yêu thích mẫu vàng hồng thì chọn bộ này nè quý vị, vừa lắc mà vừa chiếc nhẫn nữa. Chiếc nhẫn họ thiết kế là giống như là hai chiếc cặp lại là một vậy đó, mà chính giữa được đính một cái hạt baguette rất là đẹp và rất là sang. Và cũng như là chiếc lắc giống như Ngọc Khánh nói vậy đó, một bên đó là xoàn vàng hồng và có hạt xoàn, và một bên là vàng không và được kết nối bởi một cái khóa rất là sang nha quý vị, một cái khóa. Và nếu mà mẫu này đó dành cho chị em phụ nữ nào mà mình yêu thích vàng hồng thì đến với chiếc nhẫn và cũng như chiếc lắc tay này. Một lần nữa thì thưa quý vị là chiếc lắc tay là giá là 1.580 Mỹ Kim, mã số là 26711. Và cũng như là chiếc nhẫn quý vị đang thấy đó là cái hạt xoàn, đó hạt xoàn baguette như quý vị, rất là sang và nó giống như mình đeo giống như là nó full, nó kết nối giữa hai chiếc nhẫn này lại vậy đó. Đó quý vị thấy mẫu rất là đẹp và mẫu là vàng hồng nha quý vị. Chiếc nhẫn là 700 Mỹ Kim và chiếc lắc tay Ngọc Tuyết đang đeo và quý vị sẽ thấy trên màn hình đó là giá là 1.580 Mỹ Kim. Dạ. Và ở đây thì chị Sarah nói là mê cái lắc tay này quá shop ơi. Đúng rồi, cái lắc tay là một trong những cái mẫu rất là mới luôn. Cho nên là nếu mà ai mà thích những cái lắc tay mà thiệt là độc đáo và lạ thì hãy gọi ngay cho chúng tôi với số điện thoại là 7148398885 hoặc 7148398848. Bên cạnh đó thì có nói rằng là nếu mà mua luôn combo vừa nhẫn vừa lắc thì có sale thêm không ạ? Thì xin thưa rằng là hiện tại là cái giá của cái lắc tay và cũng giống như cái nhẫn này đã là giá là special nhất mà quý vị có thể mua. Nhưng nếu mà quý vị yêu mến chương trình The NQ Show và đặc biệt là muốn mua liền ngay bây giờ thì có thể gọi ngay chúng tôi với số điện thoại là 7148398848. Thì Ngọc Khánh nghĩ rằng nếu mà mua nguyên bộ thì chắc chắn là sẽ được gửi thêm một chút xíu gì đó là phần quà đặc biệt khi mà quý vị mua cái mẫu này. Nhưng mà mọi người hãy yên tâm đi, với cái giá này là mọi người đã được cái giá hợp lý nhất từ trước tới nay rồi. Yeah. Bởi vì không còn cái giá nào mà hợp lý hơn đâu. Bên cạnh đó, Ngọc Khánh cũng muốn xin chia sẻ rằng là đây là cái thiết kế vàng hồng, cho nên nếu như mà vị khách nào mà thích thiết kế này mà là vàng trắng thì vẫn có thể order, chứ không phải là chỉ có cái mẫu này dành cho vàng hồng không. Nếu mà mọi người thích vàng vàng hoặc là vàng trắng vẫn có thể order bây giờ quý vị nha. Và tiếp tới thì xin được mời quý vị đến với cái mẫu mà nãy giờ mọi người vừa mới hỏi. Đó là cái mẫu 26699. Đây là cái thiết kế vàng trắng, vàng 18 và được kết hợp bởi 1.71 carat hột xoàn và có 174 viên hột xoàn tròn quý vị nha, và có 10 viên hột xoàn baguette. Và đây là cái thiết kế vừa mặt kết hợp với lại dây chuyền, và mặt ở đây là vừa có một cái mặt hình chữ nhật nằm phía trên và được kết nối bởi thêm một cái mặt nhỏ hình chữ nhật ở phía dưới nữa. Cho nên là mẫu này là một trong những cái mẫu rất là mới, và Ngọc Khánh nghĩ rằng là ai mà đang muốn sở hữu những cái mẫu
nữ trang mà độc đáo và lạ thì hãy nhanh tay gọi ngay, bởi vì những cái mẫu này vô cùng hiếm và cũng như là rất là ít. Hầu như những cái mẫu này mà về á, là đều bán hết nha quý vị nha. Cho nên là bữa giờ mà ai mà lỡ mà yêu thích những cái mẫu như thế này á, thì hãy nhanh tay gọi liền, bởi vì sẽ rất là khó để có được cái mẫu này quay trở lại. Và giờ đây xin được mời mọi người đến với cái thiết kế này ở trên cổ của Ngọc Khánh. Thưa quý vị, đó thiết kế quý vị đang thấy là Ngọc Khánh đang đeo ở trên cổ để cho quý vị xem thử. Rất là đẹp ha. Phù hợp cho mình mặc những cái áo mà cổ cao nè. Đúng rồi. Dạ. Và cái thiết kế này là mọi người thấy là hột xoàn là nó được kết trên cái thân dây luôn, chứ nó không phải là chỉ kết ở trên cái phần mặt đó. Mọi người cũng thấy là nó kết rất là dọc. Và cái thân dây này á, là nó làm cái độ mà nó rất là mềm mại. Nhìn cảm giác như rất là cứng nhưng mà thiệt ra nó rất là mềm. Và ngoài ra là trên cái mặt này á, là nhìn giống như chúng ta đang đeo một cái viên hột xoàn 3 carat vậy đó. Rồi lại chuỗi xuống dưới đây là một viên hột xoàn 2 carat. Nhìn nó rất ấn tượng và giá trị. Với cái mẫu này á, chỉ có giá là 3.000 Mỹ Kim mà thôi. Đúng rồi. Bên cạnh đó là còn có một cái chiếc lắc rất là đẹp mà mọi người thấy nãy giờ Ngọc Tuyết đang đeo đây. Ngọc Khánh đang đeo cho Ngọc Tuyết đây. Và cái mẫu này là cái mẫu thiết kế cùng với lại cái mẫu đó luôn, với mã số là 26710. Dạ, vâng. Và cái này cũng làm từ vàng trắng, vàng 18 và được kết hợp bởi 1.34 carat hột xoàn và có 150 viên hột xoàn tròn và 42 viên hột xoàn baguette. Và cái lắc tay này á, là mọi người có thể thấy rằng là nó được kết nối bởi cái viên hột xoàn hình chữ nhật bự này, nối tới viên hột xoàn nhỏ rồi lại nối tới viên hột xoàn bự, cho nên nhìn nó rất là giá trị nha. Và đặc biệt là cái bên cái phía phần sau á, là nó đứng vững được cái thiết kế hình chữ nhật dọc phía sau. Nếu mà mọi người không thích thì mọi người tay mà nhỏ mình có thể khít lại. Cho nên là khi mà khít lại rồi á, thì nhìn sẽ nó rất là phu hột xoàn ở phía trên cái thân tay. Và với cái lắc đẹp và lấp lánh như vậy chỉ có giá là 3.100 Mỹ Kim mà thôi. Wow, quý vị ơi, nếu như mà quý vị nào yêu thích những cái mẫu lắc tay, vừa rồi là mẫu vắt tay lắc màu mẫu vàng hồng, thì bây giờ là mẫu lắc tay là vàng trắng nha quý vị. Và đây là những cái hạt xoàn được đính kết với nhau là 150 viên hạt xoàn tròn và 42 viên baguette kết nối lại thành cái chiếc lắc tay như thế này. Và bây giờ thì Ngọc Tuyết đã đeo trên tay rồi, bây giờ sẽ che cho quý vị xem. Một lần nữa thì chiếc lắc tay này giá là 3.100 Mỹ Kim, mã số là 26710, giá là 3.100 Mỹ Kim. Nếu như mà quý vị yêu thích cái chiếc lắc tay này thì gọi ngay vào cho chương trình để quý vị sở hữu mẫu này nha quý vị nha. Và cái thiết kế này á, là nó không chỉ dừng lại là ở có cái sợi dây chuyền nè, cái lắc tay, mà nó còn đi kèm với đó nữa là một cái đôi bông tai cũng vẫn giữ nguyên cái thiết kế hình chữ nhật đẹp đẽ đó, với cái mã số là 26430. Và cái mẫu này á, là Ngọc Khánh sẽ đeo cho Ngọc Tuyết. Rất là đẹp luôn nha. Nếu mà bây giờ ai mà đang muốn sắm cho con dâu của mình á, một cái set để làm quà cưới, thì cái mẫu, cái bộ này là ta nói là vô cùng hợp lý luôn đó. Đây ạ. Bây giờ thì em đã đeo, sẽ đeo cho quý vị xem trọn bộ ha. Vừa là đôi bông tay, cặp bông tay và cũng như là chiếc lắc tay. Giá là 3.100 Mỹ Kim và trọn bộ đôi bông tay là giá là 1.500 Mỹ Kim nha quý vị. Dạ. Nhìn nó giống như là chúng ta đang đeo một cái thiết kế mà hình chữ nhật, hột xoàn chữ nhật nha. Giống như là 3 carat ở trên tay. Đúng rồi, full xoàn luôn quý vị. Mặc dù mình thấy chính giữa là cái 12 cái viên xoàn baguette nha. Còn xung quanh đó là 112 cái hạt xoàn tròn nha quý vị. Nhưng mà thiết kế rất là đẹp. Khi mà đeo lên thì full hết cái tay của mình luôn. Đây, rất là sang quý vị ơi. Rồi, thêm cái nhẫn nữa cho thấy chỗ cái set đây. Này là không còn gì bằng luôn đây à. Em đang đeo trọn bộ cái set này cho quý vị. Đó, mọi người cũng thấy là đó, kèm với lại cái chiếc nhẫn luôn. Và cái chiếc nhẫn đâu để cho mọi người theo dõi là chiếc lắc nha. Đó, để Ngọc Khánh sửa lại cho mọi người thấy đó. Cái lắc tại vì nó hơi rộng nhưng mà mọi người thấy đeo từ bên này qua tới bên này hột xoàn không. Đó. Và kết hợp đi chung với cái set này gồm có dây chuyền nè, lắc tay, bông tai và thêm đó là một cái mẫu nữa là mẫu 26713. Và cái mẫu này là cái mẫu nhẫn hột xoàn làm từ vàng trắng, vàng 18 và được kết hợp bởi 0.89 carat hột xoàn
và có 36 viên hột xoàn tròn và có một viên hột xoàn special cut, là cái viên ở giữa nó có cái độ cut rất là đẹp và lấp lánh, nhìn giống như là một viên hột xoàn hình chữ nhật rất là đẹp ở trên cái tay, và chờ chút cho mọi người thấy đó. Giống như là đang đeo một cái những chữ nhật rất là đẹp. Nhìn ta nói là nếu mà đeo nguyên cái set này trên người ta nó giá trị ha. Giá trị vô cùng luôn. Và Ngọc Tuyết xin phép nhắc lại cái giá thưa quý vị, cái lắc tay Ngọc Tuyết đang đeo trên tay ha, là vàng 18 vàng trắng với trọng lượng là 1.34 carat và xung quanh là được đính bởi 150 viên hạt xoàn tròn và đính thêm 42 viên hạt xoàn baguette nữa, là chiếc lắc của Ngọc Tuyết đang đeo đây ạ. Và mã số là 26710, giá là 3.100 Mỹ Kim. Và cũng như là chiếc nhẫn cũng là đi kèm với là cái bộ này luôn đó thưa quý vị. Thì chiếc nhẫn này là giá là 2.400 Mỹ Kim, mã số là 26713, cũng là vàng trắng vàng 18 luôn nha quý vị. Và tổng cân nặng là 0.891 carat và được đính bởi 36 cái hạt xoàn tròn bên trong và một cái hạt xoàn baguette, và quý vị thấy rất là sang. Giá là 2.400 Mỹ Kim nha quý vị, 2.400 Mỹ Kim cho chiếc nhẫn này. Và bây giờ đây xin cho mọi người lần nữa, gồm có sợi dây chuyền là mã 26699 và mẫu lắc tay là 26710 và mẫu bông tai là 26430, mẫu nhẫn là 26713, và tất cả những cái mẫu của cái set này á là đều có giá đã được special sale ngày hôm nay rồi. Special cho cái sợi dây chuyền là chỉ có 3.000 nè, cái lắc tay á chỉ có giá là 3.100 Mỹ Kim, đôi bông tai thì chỉ có giá là 1.500 Mỹ Kim, và đặc biệt chiếc nhẫn là nhìn rất ư là giá trị, chỉ có giá là 2.400 Mỹ Kim thì thôi. Cho nên là nếu như mà ai mà đang muốn mua trọn set này thì có thể gọi ngay với chúng tôi với số điện thoại là 714-839-8885 hoặc 714-839-8848. Chị Nguyễn Quỳnh hỏi là dây này là liền rồi hả chị ha? Không, dạ đúng rồi, cái dây chuyền mà thiết kế full set với lại chiếc nhẫn mà quý vị đang thấy trên màn hình TV và cũng như là cặp bông tay đó là full set luôn. Dây chuyền đó là liền luôn đó chị. Thiết kế này họ thiết kế rất là sang để cho mình chiều khi mình mặc những cái áo mà cao cổ giống như Ngọc Khánh hôm nay mặc, hoặc là những cái váy mà mình đi tiệc mà sang trọng trong cái tiết trời mà hơi se se lạnh đó, mình mặc cổ hơi cao đó, thì mình đeo cái mẫu dây chuyền này rất là đẹp nha chị. Và đôi bông tay với dây chuyền mix với nhau chắc chắn là dạ đúng rồi chị, đã chọn bộ luôn chị ơi, em đeo lên em thích lắm, rất là sang và đẹp để mà mình làm một cái bộ trang sức là phải nói là vô cùng là quý giá cho mình luôn đó ạ. Giúp chọn bộ lắc bông tai dây chuyền hình chữ nhật. Dạ rồi, em cảm ơn chị Nguyễn Quỳnh. Và thưa quý vị, nếu mà quý vị thích set nào, thích mẫu nào, full set thì quý vị cũng gọi ngay bây giờ nha quý vị. Gọi ngay bây giờ cho NQ Show cũng như là hệ thống Kim Hoàng, Ngọc Quang để mà quý vị có những cái mẫu ngay bây giờ Ngọc Tuyết và Ngọc Khánh giới thiệu đến cho quý vị. Thì tại hệ thống sẽ gửi trực tiếp đến cho quý vị khán giả luôn, và chúng ta hoàn toàn được free ship và free thuế luôn. Quý vị chỉ việc là lựa chọn những cái mẫu nào quý vị yêu thích, giá cả hợp lý phải chăng, mà mình có một cái bộ trang sức mà mình đeo trọn đời, mà phải nói là làm cái gọi là làm của cho mình luôn đó quý vị, rất là sang trọng quý vị ơi. Một lần nữa thì quý vị khán giả, chương trình không có thời gian nhiều đó, thì em sẽ nhắc lại một lần nữa, quý vị thích full set cái lắc hồi nãy Ngọc Tuyết đang đeo cũng như là dây chuyền Ngọc Khánh nè, và đây là cái chọn cái full set với đôi bông tay luôn. Bông tay là giá là 1.500 Mỹ Kim, mẫu là mã số là 26430. Còn chiếc nhẫn thưa quý vị, đây chiếc nhẫn là đó quý vị đang thấy là cặp bông tay, giá là 1.500 Mỹ Kim, và cũng như là chiếc nhẫn là giá là 2.400 Mỹ Kim, mã số là 26713, và chiếc lắc tay là 26710, giá là 3.100 Mỹ Kim. Và cũng như là sợi dây mà Ngọc Khánh đã đeo cho quý vị xem để mà thiết kế cho những cái trang phục mà mặc cổ cao đó, là giá là 3.000 Mỹ Kim thôi nha quý vị. Hoàn toàn chúng ta đều được free ship và free thuế. Và tiếp tới là một trong những cái mẫu mà bangle rất là đẹp, đó là cái mẫu 26712. Và cái mẫu này cũng làm từ vàng trắng vàng 18 và được kết hợp bởi 1.66 carat hột xoàn và có
86 viên hột xoàn tròn và có 55 viên hột xoàn baguette. Và đặc biệt là mọi người có thể nhìn thấy ở trên màn hình đó, là nhìn phía trên đó là nó kết hợp cái độ bắt sáng là rất nhiều luôn. Ở giữa là cái viên hột xoàn baguette nè, dọc chạy dài hai bên là những cái viên hột xoàn tròn. Và mọi người có thể nhìn bắt đầu là mình đang chạy ra phía sau, là nhìn cái phần thân sau á, là đây là một cái phần được đúc, cho nên đâm ra là về cái bề dày của vàng á thì nó rất là dày và chắc chắn. Cho nên nếu như mà người nào đang tìm kiếm cho mình một cái thiết kế vòng hột xoàn giá trị mà lại chúng ta có thể đeo được mỗi ngày, không sợ bị hư và nó không có sợ bị móp khi mà chúng ta làm việc á, Ngọc Khách biết á là nhiều người hay nói là chị thích đeo cái này mỗi ngày lắm, nhưng mà đeo phải nương nương chứ không thôi đeo sợ hư. Đúng rồi. Thì đó, thì đây sẽ là một trong những cái thiết kế là chúng ta đừng có ngại, bởi vì nó sẽ rất là chắc chắn. Và mọi người cũng thấy là bắt đầu quay trở lại với phần ở phía trên á, là cái phần hột xoàn nó rất là nhiều và cũng giống như là độ bắt sáng rất là cao, bởi vì hầu như những cái mẫu mẫu mà được kết hột xoàn của bên hệ thống Kim Hoàng Ngọc Quang á là đều được lựa chọn bởi hột xoàn của nước GVVS2, cho nên là đâm ra là nó vừa được sáng nè và lại được cái độ tinh khiết rất là cao. Và bây giờ xin được mời mọi người đến với cái mẫu bangle mà lấp lánh nãy giờ mà được mọi người đây cho mọi người thấy. Trời, Ngọc Khánh là vô cùng thích những cái thiết kế này. Dạ đúng rồi. Wow. Mà nhất là những cái thiết kế này á, nhìn á, nó không có bị vướng hay bị xước nha. Đây, Ngọc Khánh đeo cái là vải luôn đi cho nữa, chà nó cũng không bị máng. Nhiều người cứ sợ là đeo những cái mẫu mã mà là hột xoàn á, đeo vô sẽ bị máng vô những cái đồ mà bị bằng len. Nhưng mà mọi người có thể thấy rằng là không hề bị máng, về cái thiết kế này nó rất là mịn màng đó. Và đeo lên cái độ bắt sáng nó cao lắm. Trời, đeo nguyên cái vòng như vậy nè. Nhìn vô cùng giá trị nha. Tại cái tay Ngọc Khánh hơi ốm đó. Đó, còn về phần thân sau nè, để cho mọi người cùng thấy là cái phần sau á, nó rất là dày về phần vàng, đúc nguyên một cái thân sau này rất là dày và chắc chắn. Ở hai cái bên cạnh này á, là nó còn được cái độ dày còn cao hơn nữa, cho nên khi mà chúng ta làm việc chúng ta cứng xuống vậy nè, nó không có sợ bị ảnh hưởng hay bị hư. Và về cái phần khóa là hồi trước á, mọi người thấy là cái khóa nó sẽ rất là cầu kỳ, nhưng mà bây giờ cái thiết kế khóa nhìn nó rất là đơn giản nhưng mà lại vô cùng chắc. Nó có cái điểm bấm khóa chốt ở hai bên, chúng ta sẽ mở ra như thế này. Thiết kế như vậy đó, mình có thể tự đeo một mình. Đúng rồi, chúng ta tự đeo một mình luôn đó. Và chúng ta muốn mở ra thì cũng rất là dễ, chúng ta chỉ cần bấm nhẹ vô đây. Dạ, rất là đẹp luôn. Và quý vị không có lo, đây là cái mẫu này đó được thiết kế với 55 viên hạt xoàn baguette nha quý vị. Nhưng mà quý vị thấy thì thường quý vị giống như Thạch Khánh nói là mình sợ vướng, nhiều khi mình mặc những cái áo tay dài đó, nhưng mà không, thiết kế này là hoàn toàn ha. Đây, bây giờ Ngọc Khánh thử đeo cho mọi người nè. Thường á, mọi người thấy nữ trang á, chúng ta sẽ khó đeo cái gì mà lên trên tay của chúng ta lắm, cho nên là đây, chúng ta chỉ cần vậy, bóp vô này, mọi người nhìn thấy nè, bấm lại thôi. Đây, cái cạch là dính luôn rồi. Cho nên á, nếu mà lỡ chẳng may mà chúng ta đeo mà bị bung hai cái chốt này ra, nó cũng sẽ không làm cho cái vòng của chúng ta bị mất hay bị rớt. Rồi khi mà chúng ta lại được khóa hai cái chốt này hai bên nữa, là cái vòng của chúng ta vô cùng chắc chắn nha quý vị nha. Đó. Và cái chiếc vòng này, giá trị này, tổng cân nặng hột xoàn lại lên tới là 1.66 carat hột xoàn. Và có 86 viên hột xoàn tròn hai bên. Và ở giữa là 55 viên hột xoàn baguette, chỉ có giá là 3.900 Mỹ Kim cho cái vòng bangle này mà thôi. Dạ vâng, một lần nữa thì cái vòng mà quý vị đang thấy mẫu được là vàng trắng, vàng 18 nha quý vị. Và tổng cân nặng là 1.66 carat và được thiết kế xung quanh là 86 viên hạt xoàn tròn và 55 cái viên hạt xoàn baguette. Với thiết kế cái móc khóa rất là dễ, quý vị có thể đeo một mình và mình có thể chỉ cần mình kết lại và mình bấm khóa lại thôi quý vị. Và rất là sang với cái mẫu này ha. Nguyễn Quỳnh nói thích nhất cái câu free shipping và free thuế. Dạ đúng rồi, dạ, đúng rồi. Nguyễn Quỳnh nói rằng là bữa vòng tay vàng hồng, nếu em có muốn mẫu này mà vàng hồng thì có được không? Chắc chắn là được, nghe bất kỳ những cái mẫu mà Ngọc Khánh và giống như là Ngọc Tuyết gửi lên trên show á, thì mọi người thích từ vàng trắng, vàng hồng hay là vàng vàng đều làm được hết. Chị Yuki Kim nói là người lớn tuổi có đeo được không? Tất nhiên là đeo được rồi. Cái quan trọng là khi mà chúng ta lựa chọn cái mẫu trang sức á, thì hầu như đối với Ngọc Khánh nghĩ rằng là phụ nữ á, ai cũng thích đeo nữ trang hết. Đúng đó rồi. Ngọc Tuyết ha. Dạ. Và thưa quý vị, cái vòng quý vị đang thấy là xin phép nhắc giá để cho quý vị kịp nghe ha, là giá là 3.900 Mỹ Kim thưa quý vị. Giá là 3.900 Mỹ Kim. Và nhắc lại cái câu mà chị Ngọc Quỳnh nói, rất là thích cái câu nói là
free ship và free thuế cho quý vị luôn. Dạ đúng rồi. Ngoài ra đó thì tại hệ thống Kim Hoàng Ngọc Quang cũng có cái chương trình là khắc tên của quý vị khán giả lên trên những cái mẫu trang sức của quý vị mà quý vị lựa chọn lắc hoặc là nhẫn, đều có cái chương trình là hỗ trợ là khắc tên cho mình luôn nha. Dạ rồi, là 3.900 Mỹ Kim, 3.900 Mỹ Kim cho cái lắc tay này. Chị Sarah nói là nó có cái khóa như vậy là dạ, là không có sợ bị rớt, đúng bao rồi. Rớt luôn đó chị. Dạ không có sợ rớt đâu. Dạ vâng, mình chỉ cần mình tự đeo vô rồi mình bấm khóa hai bên lại là không bao giờ sợ rớt luôn. Rất là nhiều chị em mình sợ mình đeo lắc á, nhiều khi Khánh biết không, nhiều khi cái tay mình mặc những cái đầm hay là những cái áo mà tay mình thùng thình như thế này rồi mình không có để ý đó. Lúc rồi mình máng vô xong mình làm rớt, đúng rồi không? Rớt luôn. Dạ. Nhưng mà cái mẫu thiết kế này đó thì làm cho các chị rất là yên tâm, mình đeo bóp vô một cái là nó đã khóa chặt lại rồi. Không có sợ ha. Dạ. Đúng rồi. Rất là sang. Dạ. Và bây giờ sẽ đến với là một trong những cái thiết kế mà Ngọc Khánh nghĩ rằng là với bạn trẻ nào hoặc là bạn gái nào cũng thích sở hữu nó qua, đó là cái thiết kế hình nơ. Là cái mẫu này là cái mẫu 26702 và thiết kế này là cũng làm từ vàng trắng, vàng 18 và được kết hợp bởi 0.33 carat hột xoàn và có 72 viên hột xoàn tròn. Và mọi người nhìn nó thấy giống như là đôi cánh bướm được lồng lên nhau vậy đó. Hình cánh bướm có kết nối hình hột xoàn ở trên và đôi cánh bướm ở phía sau là hình lại không có hột xoàn. Thì ra nhìn thì thấy giống đôi cánh bướm. Còn nếu mà người nào mà có trí tưởng tượng thì sẽ thấy giống như là đôi cánh bướm này đang bay vậy đó. Yeah. Giống như cái cánh bướm nó nằm về phía hòa dưới. Với nhau ha. Đôi cánh bướm hòa với nhau và được đính ở chính giữa là một cái viên hạt xoàn rất là lấp lánh luôn. Và thể hiện cho sự gắn kết và thủy chung với nhau đúng không ạ? Dạ, cho nên là thưa quý vị, là cái mẫu này đó là được là vàng trắng, vàng 18 luôn như quý vị, và tổng cân nặng là 0.33 carat và được đính bởi 72 viên hạt xoàn tròn xung quanh. Giá rất là dễ thương quý vị ơi, chỉ có 930 Mỹ Kim thôi. 930 Mỹ Kim thôi và mẫu mã số là 26702. Nếu mà quý vị chị em nào chúng ta thích cái mẫu dây chuyền này thì gọi ngay bây giờ và cũng như chụp lại màn hình để chương trình sẽ gửi đến cho quý vị free ship và free thuế cho mình luôn. Và tiếp theo là mẫu bông tai, mẫu bông tai này đó là cặp bông tai nha quý vị. Dạ, để em đang đeo. Chị Sarah hỏi là cái cánh bướm thôi hay là cộng dây luôn? Dạ, cái này là cánh bướm đi kèm đi với kèm cộng với dây luôn nha. Dạ, dạ, cái thiết kế này là nguyên sợi dây chuyền và mặt. Cho nên là nguyên sợi dây chuyền và mặt chỉ có giá là 930 Mỹ Kim mà thôi. Dạ, xin cảm ơn câu hỏi của chị Sarah. Và mẫu tiếp theo. Đúng rồi. Cái mẫu tiếp theo là cái mẫu hình cánh bướm luôn, nó đi kèm chung với lại cái sợi dây chuyền. Nhưng mà cái này nó lại được kết hợp, là mọi người có thấy rằng là nó phu xoàn hơn không? Phu xoàn, dạ. Đó, là nó nhìn đó là có ở giữa nhụy là một cái viên hột xoàn tròn rất là lớn. Xong sau đó là những cái viên hột xoàn baguette là đi kèm ở phần dọc của cánh bướm. Và cái đi đường viền lại là những cái viên hột xoàn tròn. Cho nên là nhìn cánh bướm này, nhìn nó cái độ bắt sáng rất là lấp lánh. Và cái thiết kế này là cái mẫu 26705, được làm từ vàng trắng, vàng 18 và có 0.59 carat hột xoàn, có 80 viên hột xoàn tròn và 31 viên hột xoàn baguette. Và cái thiết kế lấp lánh này chỉ có giá là 1.100 Mỹ Kim mà thôi. 1.100 Mỹ Kim thôi nha quý vị. Và Ngọc Tuyết đã đeo trên tay rồi cho quý vị xem cái mẫu cánh bướm này. Khác với mẫu cánh bướm lúc đầu ha quý vị ha, mẫu cánh bướm này được thiết kế bởi 31 viên hạt xoàn baguette. Cho nên quý vị thấy cái độ lấp lánh rất là nhiều. Và xung quanh những cái hạt xoàn baguette là những cái hạt xoàn tròn ha, đến 80 cái hạt xoàn tròn lận quý vị. Và chính giữa có đính thêm một cái hạt xoàn nhỏ nữa. Đây ạ, đây em đang đeo. Đây ạ. Huyền Lê dễ thương quá, có việc mà vẫn phải chạy nhanh về nhà để theo dõi live của Ngọc Quang. Wow, dạ, cảm ơn rất chị. Nhiều. Cảm ơn chị rất là nhiều. Và quý vị ơi, Ngọc Tuyết và Ngọc Khánh rất là mong quý vị khán giả đến với chương trình MQ Show, giới thiệu cho quý vị rất là nhiều những cái mẫu vàng cũng như là mẫu trang sức hộp xoàn giá trị mà cũng như là giá lúc nào cũng
phải chăng cho quý vị khán giả, và gửi đến cho quý vị hoàn toàn là free ship cho mình và free thuế luôn. Cho nên là quý vị thích mẫu nào thì quý vị, kính mời quý vị cứ đến với chương trình NQ Show vào mỗi chiều thứ năm để quý vị có thể lựa chọn cho mình cũng như là gia đình mình những cái mẫu trang sức rất là quý phái, rất là sang trọng mà mình có thể đeo hoài, đeo mãi mãi luôn. Và ngoài ra đó, nếu mà quý vị đeo thời gian lâu á, thì những cái hạt xoàn của mình nó sẽ, quý vị sợ bị mờ thì không sao hết, quý vị có thể đi làm mới lại. Đúng mình rồi. Đánh bóng lại thì tại Ngọc Quang, hệ thống Kim Hoàng Ngọc Quang đều hỗ trợ cho quý vị hết nha quý vị nha. Mình có hai dạng nha, một là làm sạch, là có nghĩa là bỏ vào và chúng ta chỉ có xịt bụi và xịt clean cho cái nhẫn đó nó được bóng và nó sáng trở lại. Còn ngoài ra là nếu mà chúng ta, khi mà chúng ta đeo những cái thiết kế chúng ta mà mình đã đeo thường xuyên, hay là những cái mẫu nhẫn cưới nè, hoặc là những cái mẫu bông tai mà chúng ta đeo mỗi ngày để không sợ bít lỗ tai á, thì khi mà đem ra mà chúng ta thấy là giống như nó bị tróc này, nó bị ố, hoặc đôi khi mà cái mồ hôi của chúng ta nó có muối á, nó sẽ làm cho cái nữ trang của chúng ta bị xuống màu hoặc là bị bay màu á, thì mọi người đừng có lo, khi đem trở lại chúng tôi không chỉ là có đánh nó ra mà chúng tôi sẽ nhúng và xi mới lại, làm mới nhìn y như là đồ mới luôn. Cho nên là mọi người đừng lo về những cái vấn đề đó. Cho nên là có nhiều người hay nghĩ rằng là ôi những cái thiết kế đồ mà chúng ta đeo lâu ngày á, thì sẽ rất là chán, nhưng mà mọi người đừng có chán. Đã là hột xoàn, đã là vàng thì không khi nào là chán hết. Cái quan trọng là mọi người hãy mua đúng tới cái nơi đáng tin cậy, và đặc biệt là nên duy trì cái chăm sóc những cái sản phẩm mà chúng ta đeo, thì chắc chắn là những cái món trang sức đó nó sẽ vẫn rất là đẹp và nó sẽ luôn luôn đem đến những cái điều may mắn cho chúng ta đeo sử dụng. Và giờ đây thì chúng ta sẽ đến với một trong những cái mẫu mà Ngọc Khánh đeo lúc ban đầu mà có giới thiệu rất là nhanh với mọi người á, là cùng một thiết kế mà có hai cách đeo nha quý vị nha. Và cái mẫu này là cái mẫu 26700 và được từ làm từ vàng trắng, vàng 18, có 1.81 carat hột xoàn, và có tổng hột xoàn có 1.81 carat hột xoàn, và có được kết hợp bởi 150 viên hột xoàn tròn. Mọi người có thể thấy rằng là nó được những cái hột xoàn nhỏ này rồi lại kết hợp bởi những viên hột xoàn lớn nữa. Và cái thiết kế này là có giá là 2.100 Mỹ Kim. Và mọi người nhìn thấy là phía thân thân trên là nó là một cái loại bông tai mà chúng ta xỏ đúng rồi, qua cái và mẫu bấm này lại đó. Thưa quý vị, mẫu này rất là mới nha quý vị. Khi mà nhìn đó thì quý vị sẽ có thể đeo được hai mẫu luôn. Mẫu là có thể mình đeo mẫu dài nè, rồi nếu không thì quý vị có thể mở ra và mình đeo một cái mẫu ngắn. Thiết kế này rất là đặc đẹp biệt và đặc biệt ha. Mẫu mới ví dụ hoàn giống toàn. Như là Ngọc Khánh đây, chúng ta đi ra ngoài thì chúng ta sẽ đeo một cái set như thế này. Đó thì sẽ là chúng ta sẽ thấy mình rất là cá tính và nó có cái độ lấp lánh và cũng như lúc lắc ở trên tay của chúng ta nè. Đó, mọi người thấy là trên tay của Ngọc Khánh đeo nhìn nó rất là duyên dáng. Nhưng mà khi mà về nhà chúng ta vẫn muốn đeo để không sợ bị mất cái lỗ tai thì chúng ta chỉ cần tháo, cũng vẫn tháo ra một cách rất là đơn giản. Tháo ra như vậy đó, tháo cái phần này ra chúng ta cất. Đúng đó rồi. Và chúng ta đeo lại cái mẫu tròn mà nó ôm sát cái tai, cái bông tai bấm ở phía trên mà đó. Thôi đó. Nó đeo sát vô trong cái tai luôn. Là chúng ta sẽ vừa đeo không sợ bị mất lỗ tai mà nó lại không hề bị xước, và trên cái thân nó vẫn có hột xoàn, cho nên nhìn nó vẫn rất duyên dáng và giá trị. Đó, một bên đó là chúng ta đeo kiểu dài đeo như kiểu vậy. Dài. Nếu không thì mình mở ra, mình tháo ra, mình đeo cái kiểu ngắn ôm sát. Và nếu sát mà chúng ta không mình... đó thì chúng ta sẽ đeo thành cái kiểu như thế này. Đúng rồi, đây là một cái thiết kế mà mình có thể mua bông tai mà mình có thể đeo được hai mẫu luôn nha quý vị. Và một lần nữa thì mẫu này giá là 2.100 Mỹ Kim, 2.100 Mỹ Kim, mã số là 26700 nha quý vị. Với 150 viên hạt xoàn tròn được thiết kế xung quanh với cái mẫu này. Và một lần nữa quý vị có thể đeo hai mẫu luôn, mẫu ôm sát tay và cũng có thể là mẫu dài nữa. Chị Sarah nói là vàng hồng thì có xuống màu nếu như bị mồ hôi muối hay không. Ngọc Khánh nghĩ rằng là bất kỳ một cái kim loại nào mà bị kết hợp với muối nó cũng bị ra axit, nó bị cũng bị phản ứng với lại muối hết. Cho nên là Ngọc Khánh nghĩ rằng là không biết nó xuống màu nó sẽ bị ra làm sao. Nhưng mà mọi người nếu mà muốn duy trì là thường xuyên mà khi mà chúng ta đeo về nhớ rửa và lau để khô. Và khi mà chúng ta đeo mà chúng ta cảm thấy rằng là nó hơi bị xuống màu thì nên đem ra tiệm để đánh bóng và để giữ cho cái trang sức của chúng ta nó luôn luôn mới nha. Mẫu này cá tính quá nè. Lại thích cái combo nhẫn lắc lúc nãy. Thích combo cái nhẫn lắc lúc nãy đúng không? Và giờ đây sẽ đến với lại một trong những cái thiết kế mà Ngọc Khánh nghĩ rằng là bữa vừa rồi Ngọc Khánh có gửi tới cho người bạn của Ngọc Khánh mua để lựa chọn làm đồ cưới.
À, nó giống kiểu này luôn. Và bây giờ Ngọc Khánh hân hạnh được gửi tới cho quý vị. Đó là cái thiết kế là 26701. Và đây là một cái set dây chuyền nhìn giống như là hai sợi dây chuyền, và được làm từ vàng trắng, vàng 18. Và nó là kết hợp chỉ có là 0.39 carat hột xoàn, nhưng mà lại có tới 42 viên hột xoàn tròn. Và trên cái thân dây á, là nó là có một cái thân dây hình dọc và một cái hình ngang, cho nên cái cảm giác là cái phần cổ của chúng ta nhìn nó sẽ rất là gợi cảm nếu mà chúng ta mặc những cái đầm hở cổ. Và bên cạnh đó, nếu mà chúng ta mặc với những cái đầm đen mà kín đáo như Ngọc Khánh vậy thì nhìn nó vẫn rất là duyên dáng và giá trị. Đó, Ngọc Khánh đang đeo giống như chúng ta đang đeo hai cọng dây ở trên cái dây chuyền này đó. Nó rất là mềm mại và nó lúc lắc nữa. Đó. Và cái mẫu này rất là hợp lý ở cái chỗ là giá chỉ có 900 Mỹ Kim mà thôi. Ai cũng muốn mình có một cái set dây chuyền độc đáo dành tặng cho cái dịp quan trọng của mình. Nhưng mà độc đáo mà phải làm sao để cho chúng ta có thể kết hợp được với rất là nhiều những cái trang phục khác nhau. Thì đây sẽ là một trong những cái thiết kế mà Ngọc Khánh nghĩ rằng sẽ rất là phù hợp dành cho quý vị. Nếu mà quý vị còn đang băn khoăn không biết mà mình nên mua cái thiết kế nào để fit với lại những cái bông tai hoặc là nhẫn của chúng ta. Bởi vì quý vị biết là khi mà đeo trên người mà những cái thứ mà chúng ta đeo mà cái họa tiết nếu mình không gần giống nhau thì nhìn nó sẽ bị chỏi. Nhưng mà nếu mà Ngọc Khánh đang đeo nè, mọi người thấy à bên này chứ hả, nè cái mẫu như vậy nó không hề giống gì với lại cái sợi dây chuyền, nhưng mà khi mà chúng ta đeo nhìn nó vẫn rất là matching với nhau. Bởi vì cái thiết kế này là thiết kế đơn giản nhưng không kém phần tinh tế, cho nên khi mà chúng ta kết hợp giữa cái sợi dây chuyền này với lại những cái trang sức khác nó vẫn rất là đẹp. Giống như trên tay của Ngọc Khánh đang đeo là cái chuỗi những rose gold đó, nhìn vừa rose gold vừa vàng trắng vừa bông tai kiểu thì nhìn nó vẫn rất cá tính đó, mọi người thấy không? Vâng, và cái mẫu dây chuyền mà Ngọc Khánh đang đeo đó quý vị là 26701 nha quý vị, với trọng lượng cân nặng là 0.39 carat và được thiết kế bởi 42 viên hạt xoàn tròn xung quanh, giá chỉ có 900 Mỹ Kim thôi nha quý vị, 900 Mỹ Kim thôi. Và cái sợi dây chuyền này á, là nó còn có một trong những cái mẫu nữa, đó là cái này á, nó sẽ chạy thành thay vì dài như vậy, nó có cái loại ngắn hơn mà nó kết hợp đôi hai chuỗi hột xoàn với nhau luôn. Cho nên là nếu như mà mọi người có thích cái mẫu này mà còn muốn băn khoăn lựa chọn một cái mẫu nào đó khác thì xin hãy gọi cho chúng tôi với số điện thoại là 7148398885 hoặc 7148398848. Bên cạnh đó mà nếu như mà mọi người còn đang suy nghĩ không biết mình nên lựa chọn gì thì vẫn có thể text về cho chúng tôi với số điện thoại là 7148398885 hoặc 7148398888. Bên chúng tôi sẽ có nhân viên tư vấn và có thể trực tiếp gửi tới cho quý vị những cái thông số và hình ảnh những cái mẫu mã tương tự như vậy. Bởi vì bên tiệm là đợt này về rất là nhiều những mẫu mã khác nhau, cho nên là ai mà đang mong muốn sở hữu những cái món trang sức đặc biệt và giá trị, bên cạnh đó là giá hợp lý, thì hãy đừng quên đó là show The NQ Show cùng với Ngọc Khánh và Ngọc Tuyết vào mỗi thứ năm lúc 5:30 hàng tuần. Và rất là cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị trong từ lúc nãy tới bây giờ. Và cũng giống như là cảm ơn quý vị đã luôn luôn yêu mến chương trình trong các tuần vừa qua. Và rất là mong nhận được những cái yêu cầu của quý vị dành cho show, bởi vì giống như khi mà chúng quý vị yêu cầu thì chúng tôi lại càng có thêm động lực để có thể đem tới những cái mẫu mã mới hơn và gần gũi hơn dành cho quý vị. Bởi vì chúng tôi tự hào về chất lượng dịch vụ và rất là mong có thể chăm sóc những vị khách của chúng tôi ở tiểu bang xa. Cho nên là quý vị đừng ngại hay là sợ phiền, cứ nhắn tin hoặc là gọi cho chúng tôi. Và giờ mở cửa tại tiệm là từ 10 giờ sáng cho tới 5 giờ chiều quý vị nha. Và show diễn ra là vào lúc 5:30 hàng tuần, vào lúc 5 giờ, vào mỗi thứ năm. Và Ngọc Tuyết ơi, thường là Ngọc Tuyết mà khi mà chúng ta lựa chọn trang sức thì cái món nào mà sẽ là cái món mà Ngọc Tuyết thích nhất khi mà chúng ta lựa chọn trang sức nè? Thường á là mình đi khi mà đi ra ngoài mà Tuyết lựa chọn trang sức á để mà mình đính ở trên người mình để phù hợp những cái trang phục á, đầu tiên Tuyết sẽ lựa đôi bông tai. Thì bông tai nó sẽ quyết định cái độ sáng trên gương mặt của mình. Và tiếp đến đó là chiếc nhẫn. Đúng rồi. Và bây giờ thì đến với NQ Show thì quý vị có full set luôn, vừa bông tay nè, vừa nhẫn và vừa có dây chuyền đó quý vị. Mà tại NQ Show, quý vị đến với NQ Show thì quý vị có cái giá rất là hợp lý nha quý vị.
Nhưng mà khi mà quý vị đến trực tiếp tại tiệm thì cái giá không có hợp lý bằng khi mà quý vị mua xem trực tiếp trên show đâu quý vị ơi. Và mọi chi tiết Ngọc Tuyết và Ngọc Khánh rất là mong quý vị gọi vào hai số phone của hệ thống Kim Hoàng Ngọc Quang với số phone là 8714839 8885 hoặc là 714839 8848. Và một lần nữa Ngọc Khánh cũng như Ngọc Tuyết xin cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị. Và nếu như mà quý vị nào vừa mới vào show thì hãy đợi chút xíu sẽ cùng quay trở lại coi lại một lần nữa show diễn ra có những cái mẫu nào quý vị thích. Và đừng quên hãy chụp lại màn hình và gửi cho chúng tôi những cái mẫu mong mà quý vị thích nha. Và giờ đây xin được cảm ơn và hẹn gặp lại quý vị vào lúc 5:30 vào thứ năm tuần tới quý vị nha. Xin mến chào và bye bye. Xin chào quý vị.